chương 2060, bái kiến tu la. Cổ dương đế quốc hoàn toàn sôi trào, thượng cổ yến gia di chỉ biến mất, hóa thành ngày xưa yến phủ, hư hư thực thực yến trường phong trở về. Tin tức này thực mau liền truyền khai, vô số tu sĩ hướng tới thượng cổ yến gia tụ tập mà đến, nhưng không có người lỗ mãng xông vào. Thượng cổ phong gia phong vô cực bái kiến tu la, cao phủ bái kiến tu la, tử hà tông trương chu bái kiến tu la, âm dương giáo, tán tu, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người giống như hành hương giống nhau, hội tụ đến Yến Phủ Môn Đình trước. Tuy rằng còn không có nhìn đến Yến Trường Phong, nhưng bọn hắn trong lòng đã cơ bản xác định, tất là Yến Trường Phong đã trở lại không thể nghi ngờ. Trừ bỏ Yến Trường Phong, ai còn sẽ phục hồi như cũ Yến Phủ. Tứ phương tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người tâm tình kích động. Yến Trường Phong đối này có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình mà nay ở thiên thần đại lục thế nhưng có như vậy cao nhân khí cùng địa vị hắn mà nay tuy rằng thực lực cường đại, không lâu trước đây còn chấn giết đương thời vô số hư tiên cường giả, chấn động bát phương, nhưng thứ tám vượt quá yếu, cũng đích xác hoang vắng chút, mấy tin tức này, kỳ thật vẫn chưa truyền lại đến bên này. Bất quá dù vậy, những người này đã phi thường tôn sùng, đối hắn quỷ bái, là bởi vì năm xưa Yến Trường Phong bình định chư thiên vạn giới chiến loạn, càn quét dị vực gót sắt chi không thế chi công. Yến Trường Phong đi ra, trên người không có bất luận cái gì hơi thở giật tán, nhưng trên người khí chất, lại khó có thể che giấu. Bái kiến tu la, nhìn đến yến trường phong hiện thân, tứ phương mọi người tức khắc tất cả đều kích động lên, sôi nổi quỷ gối. Tu la, đây là yến trường phong phong hào, yến trường phong đem tay vừa nhấc tức khắc chi gian, tất cả mọi người cảm giác được một cổ lực lượng, đưa bọn họ lấy lên, vô pháp quỳ xuống lại. Ta đem vào đời tiềm tu, các người không cần tới nhiễu ta. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, chỉ nghĩ an tĩnh ở chỗ này tiềm tu, trong sáng tâm cảnh. Mọi người bị Yến Trường Phong tùy tay vừa nhất sở phát động lực lượng nâng lên, khó có thể quỳ xuống lại, nhưng đối Yến Trường Phong tôn kính lại không giảm mảy may. Nghe được Yến Trường Phong nói sau, biết được Yến Trường Phong muốn ở chỗ này tiềm tu, mọi người không khỏi mở miệng nói là chúng ta tùy tiện tới chơi, quấy nhiễu tu la, thỉnh tu la chớ trách, xin yên tâm, sau này chúng ta nhất định sẽ không tùy tiện tiến đến, quấy nhiễu tu la tiềm tu. Yến Trường Phong phất phất tay, mọi người sôi nổi thối lui. Hắn tới nơi này, chỉ vì viên mãn tâm cảnh, bước qua kia tiên đạo cảnh giới cuối cùng một quan, cho nên cũng không tưởng đã chịu quấy dày. Nhưng thực mau, Yến Trường Phong liền phát hiện sắc mặt đen nhánh. Bởi vì mỗi ngày như cũng có vô số tu sĩ tiến đến bái phỏng, một đợt lại một đợt. Chẳng sợ hắn đã nói rõ muốn tiềm tu, nhưng này đó tu sĩ, đối hắn sùng kính chi tâm thật sự quá mãnh liệt, biết hắn ở chỗ này, mỗi ngày đều có người tiến đến. Yến Trường Phong đuổi đi một đợt lại một đợt, cuối cùng rất là bất đắc dĩ. Thôi, một tháng sau, thiên thần đỉnh, ta sẽ ngồi luận đạo Pháp, từ nay về sau đem tại đây tiềm tu. Yến Trường Phong cuối cùng làm ra như vậy quyết định, bế quan tiềm tu, cũng không kém này một tháng thời gian, hắn tính toán trước đêm này đó phiền toái nhỏ giải quyết. Biết được Yến Trường Phong sắp sửa ở một tháng sau, với thiên thần đỉnh truyền đạo, tin tức này lập tức giống như cơn lốc giống nhau thổi quét mở ra, từ cổ dương đế quốc, đến quanh thân các quốc gia, lại đến toàn bộ thiên thần đại lục, cuối cùng thậm chí truyền lại đến thiên thần đại lục ở ngoài xích đế, diệp thập tam, cùng với các giới những cái đó thần cảnh cường giả cũng đều được đến tin tức, sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hắn đã trở lại sao? Xích đế lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ha 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 ha, ta liền biết, lấy hắn bản lĩnh, mặc dù thâm nhập thứ chín vực, cũng có thể bình yên vô sự. Diệp thập tam cười to ra tiếng, không biết hắn hiện tại thực lực, trưởng thành tới rồi nào một bước. Ta mà nay chính là đã thuận lợi bước vào thần vương cảnh giới, nói vậy có thể áp hắn một đầu đi. Diệp Thập Tam hắc hắc cười nói, mấy năm nay, Diệp Thập Tam, xích đế hai người tu vi cũng có thể gọi là tiến bộ vượt bậc. Bọn họ năm đó ở vực bên ngoài hoang, đã trải qua quá nhiều chiến đấu, nội tình thâm hậu, trở lại chư thiên vạn giới sau, tĩnh tâm tiềm tu, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh, mà nay đều đã bước vào thần vương cảnh giới hậu kỳ. Chỉ có đạo nguyên thần tôn, bởi vì lúc trước bị thương nghiêm trọng, thương tới rồi căn nguyên, thần cách tan vỡ, tu vi không tiến phản lui, mà nay tình huống cũng không lạc quan kia tiểu tử muốn ở thiên thần truyền đạo, ta phải đi thế hắn áp áp bái. Không chỉ là Diệp Thập Tam, Xích Đế, Đạo Nguyên Thần Tôn đám người. Chư thiên vạn giới, còn có một ít năm đó sống sót thần cảnh cường giả, nghe được tin tức sau cũng đều động dung. Yến Trường Phong tại đây thứ 8 vực có thể nói thanh danh hiển hách, năm đó cần quét dị vực gót sắt sau, liền nhảy vào thứ 9 vực. Mà nay lại đây, bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút, Yến Trường Phong mà nay thực lực hay không lại có tinh tiến. Đồng thời, cũng muốn đi bái phỏng một phen cái này tuổi trẻ cường giả. Mà trừ ra này đó thần cảnh cường giả, các giới cũng đều phong vân cuồn cuộn. Yến Trường Phong muốn ở thiên thần đỉnh truyền đạo tin tức, thực mau liền truyền khắp các giới, lập tức liền có vô số sinh linh hướng tới thiên thần đại lục vào tới. Yến Trường Phong không có đi quản các giới phản ứng, cũng không có lại lựa chọn lập tức bế quan. Tính toán chờ đến thiên thần đỉnh truyền đạo lúc sau, lại chính thức bế quan tiềm tu. Hắn đi ra Yến Phủ, thay đổi dung mạo, hành tẩu ở thiên thần đại lục các nơi thừa dịp này một tháng thời gian lại xem một cái cố thổ phong cảnh thiên thần đại lục mà nay phi thường hài hòa ít nhất gần đoạn thời gian các tộc chi gian sẽ không bùng nổ quá lớn mâu thuẫn các cực khác tộc cùng nhân loại tu sĩ cùng tồn tại yến trường phong trong lòng có chút động dung không biết như vậy bình tĩnh còn có thể duy trì bao lâu hắn hóa thân một người hành giả một tháng thời gian đi khắp thiên thần các nơi lại thấy đến vô số tu sĩ lại đều hướng tới thiên thần đỉnh chạy đến cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi có chút cảm thán. Năm xưa chính mình huyết đồ thiên hạ, hung danh hiển hách, thế nhân xưng hắn vì ma đầu, là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật sát thần. Lại không nghĩ rằng nhiều năm sau, chính mình thế nhưng cũng có như thế cao uy vọng. Mà ở Yến Trường Phong hành tẩu thiên thần các nơi thời điểm, cổ dương đế quốc Yến Phủ lại tới không ít đại nhân vật. Đương nhiên, này đó cái gọi là đại nhân vật, ở mà nay Yến Trường Phong trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở thiên thần đại lục, lại là thật thật tại tại đại nhân vật. Khắp nơi dị tộc thủ lĩnh, các đại nhân tộc tu sĩ trung cường đại thế lực gia chủ cũng hoặc là tông chủ chi lưu, sôi nổi tự mình tới cửa bái phỏng. Đến nỗi thiên thần đại lục thượng các đại cấm khu, lại là sớm bị Yến Trường Phong lúc trước bình định. Nhưng Yến phủ bên trong, lại là đã không có Yến Trường Phong bóng dáng, mọi người thấy thế chỉ phải tiếc nuối mà đi, lại hướng tới thiên thần đỉnh chạy đến. Một tháng thời gian thực mau liền đến toàn bộ thiên thần đại lục cơ hồ đều đã sắp bị đông đảo tu sĩ tế bạo. Tới người quá nhiều, trừ thiên vạn giới, phàm là biết được tin tức, có vượt giới thực lực tới rồi, sôi nổi vò tới. Đem toàn bộ thiên thần đại lục đều cơ hồ muốn căng bạo, trên trời dưới đất, kín người hết chỗ. Thậm chí thiên thần đại lục quanh thân tinh vực, đều vây quanh vô số sinh linh. Như vậy cảnh tượng, làm Yến Trường Phong cũng không khỏi giật mình không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cục diện chính mình tựa hồ quá xem nhẹ chính mình lực ảnh hưởng. chương 2061, chữa trị căn nguyên. Yến Trường Phong hiện thân thiên thần đỉnh, tức khắc chi gian, bát phương chấn động, vô số sinh linh cùng kêu lên chiều bái. Yến Trường Phong không có nhiều lời, nhìn lướt qua bốn phía rậm rạp tu sĩ, thậm chí còn có vô số dị tộc sinh linh, thế nhưng cũng đều tới. Ha 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 ha, Yến tiểu tử, chúng ta tới cấp ngươi cổ động. Liền ở ngay lúc này, Diệp thập tam cùng xích đế đám người đồng thời buông xuống, còn chưa tới, Diệp Thập Tam liền đã kêu la lên. Bọn họ đã đến, tứ phương tu sĩ tự nhiên muốn sôi nổi né tránh, vì bọn họ nhường ra một cái lộ tới. Yến Trường Phong ánh mắt hướng tới bọn họ nhìn lại, thấy Diệp Thập Tam cùng xích đế đám người thế nhưng đều đã đột phá tới rồi thần vương cảnh giới hậu kỳ, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Theo sau ánh mắt lại rơi xuống cùng bọn họ cùng nhau tới đạo nguyên thần tôn trên người, không khỏi hơi hơi trầm tư. Yến Tiểu Tử, người lần này từ dị vực trở về, hiện tại là cái cái gì cảnh giới? ta hiện tại đã tấn trước đến thần vương hậu kỳ, khi nào chúng ta cùng nhau luận luận đạo đi. Nhiều luận đạo, đối tu hành hữu ích, Diệp Thập Tam trong mắt tỏa ánh sáng, hắn là một cái thực hiếu thắng người, từ phương diện nào đó tới nói, Yến Trường Phong có thể tính thượng là hắn nửa cái đổ đệ, bất qua lúc trước Yến Trường Phong càn quét dị vực gót sắt, bày ra ra vô song thực lực, hoàn toàn áp qua hắn, làm hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Yến Trường Phong không nhịn được mà bật cười, lắc đầu cười nói, luận bàn liền thôi, ta trước thế đạo nguyên tiền bối chữa trị căn nguyên đi. Yến Trường Phong nhìn về phía đạo nguyên thần tôn, lấy hắn hiện tại thực lực, cùng với sở nắm giữ thủ đoạn, muốn giúp đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách vết giản, cũng không phải cái gì việc khó. Cái gì, chữa trị căn nguyên, nghe được Yến Trường Phong nói, Diệp Thập Tam cùng với đông đảo thần cảnh cường giả sôi nổi sừng sốt. Ngay cả đạo nguyên thần tôn bản nhân cũng kinh ngạc không thôi, hoài nghi chính mình nghe lầm. Chính mình thần cách bị hao tổn, sao có thể chữa trị? Yến Trường Phong lại chưa nhiều lời, đi ra phía trước, đối với đạo nguyên thần tôn nói, thần tôn nếu là tin ta, liền đem ngươi thần cách tế ra đến đây đi. Mọi người thấy thế tức khác đều an tĩnh xuống dưới, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, chẳng lẽ hắn thật có thể trợ giúp đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách. Đạo nguyên thần tôn thấy Yến Trường Phong kiên trì, cười lắc lắc đầu, đem chính mình thần cách tế ra tới. Đó là một quả tam sắc thần cách, mặt trên có một đạo rõ ràng vết dạn, so với lúc trước vỡ ra khe hở lớn hơn nữa. Yến Trường Phong vẫn chưa nhiều lời, duỗi tay ở kia thần cách thượng một mặt, tức khắc chi gian, từng luồng căn nguyên chi lực kích động, kia tam sắc thần cách tức khắc quang mang đại tác, hừng hực quang mang chiếu xạ tứ phương, thần cách thượng vết dạn, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Sao có thể, vết dạn thế nhưng lại khép lại, tất cả mọi người kinh tâm, đặc biệt là những cái đó thần cảnh cường giả, bọn họ biết rõ thần cách bị hao tổn, muốn chữa trị có bao nhiêu khó khăn, cơ hồ căn bản không có bất luận cái gì chữa trị khả năng. Nhưng hiện tại, này cái thần cách lại ở nhanh chóng bị chữa trị. Kia nồng đậm căn nguyên chi lực, làm mọi người ánh mắt biến hóa. Mau dừng tay, tiểu hữu tiêu hao như thế đại lượng căn nguyên, đối với người tổn thất quá lớn. Đạo nguyên thần tôn đầu tiên là ánh mắt biến hóa, nhưng ngay sau đó lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, không muốn làm yến trường phong vì hắn như thế tiêu hao căn nguyên. Tiêu hao căn nguyên, này đối một người tiềm lực tiêu hao rất lớn. Yến trường phong thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực thật lớn, nhưng như vậy tiêu hao đi xuống, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau tu hành, cùng với sau này thành tựu. Nhưng Yến Trường Phong lại là nhẹ nhàng cười, giải thích nói, đều không phải là ta căn nguyên. Nói, hắn tay áo phấp phới, từng miếng trong suốt thần cách hiện ra tới. Này đó thần cách, là hắn trước đây mặt sát thứ 9 vực sinh linh đoạt được. Mà nay hắn là rút ra này đó thần cách chung căn nguyên, lợi dụng trong đó căn nguyên chi lực, thế đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách. Rút ra thần cách chung căn nguyên, loại này thủ đoạn, Giống nhau thần cảnh cường giả rất khó làm được đến. Nhưng Yến Trường Phong hiện tại đã sắp đăng lâm chân chính tiên đạo, phải làm đến điểm này, căn bản không phải cái gì việc khó. Nhìn đến kia đầy trời trong suốt thần cách, bốn phía vô số sinh linh chấn động, Yến Trường Phong đến tột cùng ở dị vực chém giết nhiều ít thần cảnh cường giả. Mà làm Diệp thập Tam đám người kinh dị chính là, Yến Trường Phong thế nhưng có thể rút ra người khác thần cách trung căn nguyên, đây là cái dạng gì thủ đoạn? Cái dạng gì thực lực mới có thể đủ làm được này một bước? Tiểu tử, ngươi hiện tại đến tột cùng là cái gì tu vi?" Diệp Thập Tam nhìn chằm chằm Yến Trường Phong hỏi. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, theo sau mở miệng nói, "Đại khái là Hư Tiên đại viên mãn đi, còn kém một bước đăng tiên." T, nghe được Yến Trường Phong đáp lại, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, cùng với quanh thân tinh vũ, vô số tu sĩ hít hà một hơi. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin tưởng, trong lòng tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ rất nhiều người căn bản không biết hư tiên đại viên mãn đến tột cùng là cái cái gì cảnh giới, cùng bình thường thần cảnh cách xa nhau rất xa. Nhưng chỉ bằng vào kia một cái tiên tự, liền đủ để cho bọn họ tưởng tượng đến cái này cảnh giới có bao nhiêu đáng sợ. Có thể cùng tiên nhắc lên quan hệ, đây là như thế nào một cái cảnh giới. Hơn nữa Yến Trường Phong kia một câu kém một bước đăng tiên, càng là giống như một cái búa tạ đập vào bọn họ trái tim. Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng đã cường đại đến bực này nông nỗi sao là thật sự như thế vẫn là chỉ là lời nói đùa diệp thập tam cả người ngây dại cẩn thận cảm thụ yến trường phong tu vi nhưng lại phát hiện chính mình căn bản hoàn toàn nhìn không thấu yến trường phong cũng căn bản cảm thụ không đến yến trường phong chút nào hơi thở dao động loại tình huống này hoặc là lại yến trường phong tu vi thật sự công tham tạo hóa tu vi cao hơn hắn quá nhiều quá nhiều hoặc là lại yến trường phong thật sự đã tu vi toàn vô thực hiển nhiên yến trường phong đều không phải là tu vi toàn vô nếu là tu vi toàn vô lại như thế nào sẽ tại đây thiên thần đỉnh truyền đạo? Lại như thế nào có như vậy thủ đoạn, có thể rút ra khác thần cách trung căn nguyên chi lực, thế đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách? Nhưng càng là minh bạch điểm này, cho nên Diệp Thập Tam càng là trái tim chiều động. Đã chịu hàng tỷ tấn đả kích, khụ khụ, vừa rồi nói luận đạo sự tình, khi ta chưa nói. Diệp Thập Tam ho khan một tiếng nói, nguyên bản hắn tấn trước đến thần vương cảnh giới hậu kỳ, còn tưởng hảo hảo khoe ra một phen, nhưng hiện tại khoe ra không thành, ngược lại cảm thấy xấu hổ. Kia như thế nào có thể thành, nhiều luận đạo, có chỗ lợi, xích đế liếc xéo Diệp Thập Tam liếc mắt một cái, không chút do dự bổ đau nói. Diệp Thập Tam nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, người cái lão đông Tây, cố ý hủy đi ta đài có phải hay không, muốn đánh nhau nói thẳng, ta Diệp Thập Tam không sợ thiên hạ. Diệp Thập Tam vẻ mặt bí thái, không có chút nào cao nhân phong phạm, loát khởi cánh tay liền phải ra tay xích đế tức khắc sắc mặt biến thành màu đen không hề để ý đến hắn khắp nơi tu sĩ thấy thế lại là hai mặt nhìn nhau đây là đã từng tung hoành thiên hạ uy danh hiển hách xích đế cùng đời thứ nhất tu la sao tựa hồ cũng không giống trong lời đồn như vậy uy nghiêm cùng lạnh nhạt yến trường phong cười lắc lắc đầu thế đạo nguyên thần tôn đem thần cách hoàn toàn tu bổ hảo tiểu hữu này ân lão hủ chắc chắn khác trong tâm khảm cảm nhận được chính mình thần cách hoàn toàn chữa trị hơn nữa còn bổ túc căn nguyên lực lượng không hề sói mòn đạo nguyên thần tôn tức khác biểu tình trịnh trọng hướng tới Yến Trường Phong chắp tay nói lời cảm tạ. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Với hắn mà nói, thế đạo nguyên thần tôn chữa trị căn nguyên, gần chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, đối hắn bản nhân cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Đến nỗi những cái đó thần cách, vốn dĩ cũng đã sắp tới rồi thời hạn, sắp sửa tiêu tán, thả hắn ma đình, cùng với thanh tộc người, cơ hồ mỗi người đều đã được đến một quả thần cách, hơn nữa ở hắn xây dựng thời gian đại trận trung tu hành nhiều năm, thậm chí tuyệt đại đa số người đều đã thành thần, này đó thần cách với hắn mà nói, đã không có gì tác dụng. chương 2062, đánh sâu vào tiên đạo. Vì đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách sau, Yến Trường Phong liền bắt đầu rồi giảng đạo. Ở hắn giảng đạo là lúc, tứ phương dị tượng lộ ra, ba hoa trích chòe các loại nói cùng lý thậm chí cụ hiện ra tới, làm người như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Mặc kệ là thiên thần đại lục thượng cũng hoặc là thiên thần đại lục bốn phía tinh vũ, sở hữu tu sĩ tất cả đều đắm chìm trong đó, muốn ngừng mà không được. Ngay cả Diệp Thập Tam, xích đế đám người cũng đều nghe được như si như say. Yến Trường Phong kiến thức quá quảng, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng này một đường đi tới trải qua lại phi thường phong phú, hơn nữa mà nay khoảng cách tiên phẩm cảnh giới đều chỉ có một đường chi cách, đối tu đạo mặt trên một ít lĩnh ngộ cùng lý giải, không phải người bình thường có thể bằng được. Đặc biệt là thứ tám vực sinh linh, tu vi phổ biến thấp hèn, tu vi tối cao xích đế cùng diệp thập tam đám người, cũng mới bất quá thần vương cảnh giới thôi. Lúc này đây giảng đạo ước chừng tốn thời gian 3 tháng mới vừa rồi đình chỉ. Yến trường phong phân phát mọi người, chưa từng lại cùng diệp thập tam, xích đế đám người đàm đạo, mà là về tới Yến phủ, như vậy bế quan tiềm tu. Không có người lại đi quấy giày hắn tiềm tu, thậm chí không có người còn dám tới gần Yến phủ nửa phần. Thượng cổ Yến ra nơi phủ viện, mà nay đã thành thánh địa, nhưng lại chỉ có thể xa xa chiều bái, không người dám tùy ý tới gần. Lần này Yến Trường Phong ở thiên thần đỉnh truyền đạo, trạch phúc thiên hạ, làm sở hữu tiến đến nghe nói người cơ hồ đều có điều ngộ, đều có điều cảm. Hắn truyền đạo, như là vì bọn họ mở ra một phiến tân đại môn, vì bọn họ nói rõ một phương hướng. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên 3 năm, 3 năm bên trong, Yến Trường Phong giống như quy định phạm vi hoạt động, đem chính mình phong với Yến Phủ bên trong, chưa từng bước ra Yến Phủ nửa phần. Thậm chí liền hắn thức nghiệp, đều chưa từng phóng xuất ra Yến Phủ hắn mỗi ngày khô ngồi, trầm tư, mệt mỏi liền ở yến phủ kia từng điều quen thuộc đường mòn bước chậm, đối với ngoại giới sự tình, tất cả đều không đáng chú ý cùng để ý tới. Ba năm thời gian, đối với tu luyện người, đặc biệt là tu vi cao thâm người tới nói, thật sự quá ngắn ngủi. Giống như búng tay một cái chớp mắt, này ba năm thời gian, làm yến trường phong tâm, hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, trong cơ thể hung thần lệ khí, đều như là yên lặng giống nhau. Nhưng tâm cảnh như cũ không thể viên mãn thời gian sông dài như cũ ở tiếp tục lao nhanh. Lại ba năm, Yến Trường Phong thân ảnh cố định, hắn giống như pho tượng giống nhau, ngồi xếp bằng ở một viên khô liễu dưới. Kia khô liễu nguyên bản đã là gỗ mục, hoàn toàn hủ bại, hóa thành bụi bẩm cũng bị Yến Trường Phong phục hồi như cũ. Giờ phút này, này viên khô liễu, thế nhưng nổi lên xanh non, dò ra mềm dẻo cành liễu, ở trong gió khởi vũ. Yến Trường Phong tính tọa này hạ, phong vỗ này mặt, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, Nhìn thoáng qua nơi xa phía chân trời, thiên địa thật muốn thay đổi, Yến Trường Phong nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, theo sau lại lần nữa nhắm mắt, tâm như nước lặng, đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Một phương trơn bóng kính hồ, một giọt giọt nước lạc, tạo nên từng vòng gợn sóng, làm Yến Trường Phong trên người lông tơ từng cây run lập lên. Phảng phất linh hồn rung động, theo sau, nhắm hai mắt Yến Trường Phong đột nhiên nhìn đến, một phiến thần bí môn hộ chợt mở ra. Kia thần bí môn hộ bên trong phun trào ra hừng hực bạch quang kia hừng hực bạch quang nháy mắt đem hắn thôn phệ bao phủ tức khắc chi gian yến trường phong chỉ cảm thấy cả người lực lượng đều tại đây một khắc kích động lên thức hải trung biến ảo thành con bướm tang tương chân ngã đại đạo hai cánh thượng sắc thái hoàn toàn hoàn chỉnh tang tương chấn cánh mà bay muốn bay vào kia thần bí môn hộ bên trong yến trường phong biết kia thần bí môn hộ nhất định chính là tiên môn tiên đạo chi môn dào bước tiến lên đi hắn chính là tiên con bướm tăng tướng, từ hắn thức hải trung bay ra, ở hắn phía trước dẫn đường, mang theo yến trường phong, hướng tới kia thần bí môn hộ phóng đi. Thiên thần đại lục, thượng cổ yến ra nơi ở, vô tận tiên quang phóng lên cao, kia sáng lạn côi mỹ tiên quang, lộng lẫy bắt mắt, thánh khiết không rảnh, phảng phất có thể tinh lọc thế gian hết thảy tả ác, tội nghiệt. Đuổi đi hết thảy hắc ám, toàn bộ thiên thần đại lục vô số sinh linh chấn động. Trái tim ái náy nhảy lên, lộng lấy tiên quang, mang theo tiên đạo hơi thở, vô tận tiên đạo phù văn khởi vũ, cuối cùng ở trời cao bên trong, cụ hiện ra một cái thật lớn tiên đạo chim môn. Yến Trường Phong cùng kia con bướm tang tướng, cũng bị cụ hiện mà ra, phảng phất là ở đối thế gian sở hữu sinh linh tiến hành phát sóng trực tiếp. Là Tu La Đại Nhân, hảo thánh khiết quang mang, quang mang chiếu khắp, ta trong cơ thể cũ tật thế nhưng không trị mà càng. Tu La Đại Nhân muốn thành tiên, tức khắc chi gian, thiên thần đại lục vô số sinh linh chấn động. Theo sau, mọi người hướng tới trong hư không cụ hiện ra yến trường phong thân ảnh tiến hành cúng bái. Không chỉ là thiên thần đại lục, toàn bộ thứ tám vực, kia cuồn cuộn vũ trụ sao trời. Đều bị kia kinh người thiên địa dị tượng sở trên đầy. Yến trường phong thân ảnh biến ảo ở thứ tám vực vũ trụ trung tâm. Kia tiên đạo chi môn đồng dạng như thế, giờ phút này, còn bướm tăng tương khởi vũ, chân cánh mà bay, dẫn dắt Yến trường phong, từng bước một đi hướng kia tiên đạo chi môn ở hắn dưới chân là một cái trong suốt mà côi Mỹ tiên đạo chi lộ. Từ tiên đạo quy tắc, sở phô liền mà thành lộ. Toàn bộ thứ tám vực, vô số sinh linh đều tâm thần chấn động. Yến trường phong thế nhưng thật sự muốn đăng tiên, mà bọn họ mọi người đều là chứng kiến giả. Thấy Yến trường phong bước vào tiên đạo, này đối bọn họ mà nói là một cái thật lớn cơ duyên, khó có thể tưởng tượng. Ngoài ra, kia cuồn cuộn lộng lấy tiên quang, thổi quét tứ phương, khiến cho thiên địa linh khí đều trở nên càng thêm nồng đậm vô số sinh linh trong cơ thể bệnh kín, không trị mà càng. Một ít luyện công tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, tại đây một khắc sôi nổi khôi phục lại. Tựa như thần tích, thế nhưng thật sự đi tới này một bước, Diệp Thập Tam cùng xích đế đám người cũng đều hiện thân, nhìn kia cuồn cuộn vũ trụ sao trời giữa hiện ra hình ảnh, sôi nổi cảm thán không thôi. Mà ở thứ tám vực ở ngoài, mặt khác vài miếng tiểu vũ trụ, mà nay cũng đã tái khởi phong vân. Lục Thiên một lần nữa xuất thế, hắn lúc trước hổ khẩu đoạt thực, Cướp đi Hồng Quân cướp lấy đến mấy cái Tiên Đạo quy tắc, theo sau lại tự yến trường phong trong tay chạy thoát mà đi. Nửa năm trước, hắn liền đã chính thức hướng quan, ở hắn hướng quan là lúc, đồng dạng có gì tưởng hiện hóa, nhưng hắn ngày xưa liền đã đánh sâu vào quá Tiên Đạo, khoảng cách Tiên Đạo chi môn vốn là chỉ có một bước. Ở hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa Tiên Đạo quy tắc sau, phô liền ra hoàn chỉnh Tiên Đạo chi môn, hắn liền lập tức gấp không chờ nổi vọt đi vào. Xâm nhập kia thần bí Tiên Đạo chi môn, chính thức thành tựu chân tiên chi cảnh hắn cũng không cần tăng lên tâm cảnh chỉ cần tiên đạo quy tắc viên mãn liền có thể trực tiếp đánh sâu vào tiên đạo sở dĩ một năm trước mới bắt đầu đánh sâu vào tiên đạo đều không phải là là bởi vì hắn luyện hóa kia mấy cái tiên đạo quy tắc hao phí mấy năm thời gian mà là bởi vì ngày đó tự yến trường phong trong tay thoát đi thi triển nào đó bí pháp tổn thương nguyên khí cho nên hao phí một ít thời gian khôi phục nguyên khí nguyên khí viên mãn lúc sau mới vừa rồi chính thức luyện hóa cùng hấp thu kia mấy cái tiên đạo tiện đà đánh sâu vào tiên đạo thành tựu tiên phẩm. Ở hắn thành tựu tiên phẩm lúc sau, nguyên bản lập tức liền phải tìm kiếm đương thời hư tiên, báo ngày xưa đuổi giết chi thù. Nhưng những cái đó xuất thế hư tiên, lại sớm bị Yến Trường Phong cơ hồ tất cả chấn sát. Nhưng hắn vẫn là suy tính ra mấy cái lúc trước ở thông thiên chi trên đường đuổi giết quá hắn sau, liền lập tức lánh đời không ra mấy tôn hư tiên cường giả. chương 2063, Thành Hồng Mông Tiên Này mấy tôn hư tiên cường giả, chưa từng tham dự phía trước hư tiên chi chiến, cũng chưa từng gia nhập hư tiên liên minh. Mà nay bị hắn từng cái suy tính tìm kiếm đến, bị này cường thế chân sát. Kế tiếp, cũng nên tìm hắn thanh toán thanh toán. Thứ chín vực, lục thiên sâu kín nói, con người giữa chiếu dọi ra một đạo hân lớn lên thân ảnh, làm hắn trong mắt sát ý đại thịnh. Yến Trường Phong, lục thiên trên người mãnh liệt tiên đạo hơi thở kích động, khủng bố khí thế, vượt quá tưởng tượng. Lúc trước hắn sở dĩ bị đuổi giết, này tìm căn nguyên bổn nguyên nhân, vẫn là bởi vì Yến Trường Phong, phá hủy kế hoạch của hắn. Lúc trước, nếu không phải Yến Trường Phong, những cái đó tiến đến vây công hắn đỉnh cường giả nhóm, đã sớm bị hắn tế ra kia một giọt cổ huyết chân sát, tất cả mọi người sẽ trở thành hắn đá kê chân. Nhưng bởi vì Yến Trường Phong xuất hiện, làm cho kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại, làm hại hắn chẳng những không có thể thành công bước vào tiên đạo, ngược lại gặp đuổi giết, dưới chướng chín đại người theo đuổi, tất cả hủy diệt, chính hắn càng là chật vật đào tẩu. Mà từ nay về sau, hắn từ hồng quân trong tay cướp lấy đến bốn điều tiên đạo quy tắc, lại gặp đến yến trường phong ngăn chặn chấn áp. Trước sau hai đại ân oán, mà nay hắn thành tựu tiên đạo, có thể nào không rõ tính một phen. Hắn đôi tay nhất pháp, đối yến trường phong tiến hành suy tính. Nhưng lại phát hiện, trước mắt một mảnh minh mông, tiên cơ kích động. Tức khắc chi gian, lục thiên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cũng muốn tấn chức tiên đạo, hắn vẫn chưa suy tính ra yến trường phong thân ảnh, chỉ nhìn đến vô tận tiên chiếu sáng diệu, hừng hực tiên quang thôn vệ hết thảy. Kia mãnh liệt tiên đạo hơi thở, kia từng miếng lập lòe trong suốt tiên đạo phù văn, làm lục thiên tâm đầu đại chấn. Lập tức không có bất luận cái gì trần chờ, lục thiên lập tức nhích người, hướng tới thứ tám vực tới rồi. Hắn ánh mắt lập lòe, ánh mắt chạm chạm, đã thành tiên hắn, tốc độ thật sự quá nhanh. Thả thứ tám vực vốn là cùng thứ chín vực liền nhau, muốn đổi qua đi, lấy hắn hiện tại thực lực, hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Hừ, mà nay ta lấy đăng tiên, đương thời có ta đủ để, há có thể làm ngươi lại đăng tiên. Lục thiên nhãn trung sát khí hừng hực, hướng tới thứ tám vực nhanh chóng chạy đến. Yến Trường Phong trở lại thứ tám vực sự tình, cũng không phải cái gì bí mật, từ đầu đến cuối Yến Trường Phong cũng vẫn chưa che giấu hành tích. Cho nên giờ phút này, Lục Thiên cảm thấy được Yến Trường Phong thế nhưng ở đánh sâu vào tiên đạo, tức khắc chi gian, lập tức hỏa tốc chạy tới thứ tám vực. Hắn muốn ngăn cản Yến Trường Phong thành tiên, mà nay thế giới này, hồng mông tiên giới không ra đương thời chi gian có hắn này một tôn chân tiên đã đủ rồi nếu lại yến trường phong cũng thành tựu chân tiên đối hắn chính là một cái thật lớn uy hiếp sẽ gây trở ngại đến hắn thành lập chân ma giới huống chi hắn vốn là đối yến trường phong ôm có phải giết chi tâm làm sao có thể trơ mắt nhìn yến trường phong thành tiên ngày đó ngươi hư ta thành tiên cơ duyên đây là đại nhân quả chỉ có lấy mệnh hoàn lại muốn thành tiên đến có ta đáp ứng lục thiên ngay lập tức chi gian liền buông xuống tới rồi thứ tám vực. Hắn mắt sáng như đuốc, còn người giữa tiên quang dâng lên, bắn nhanh mà ra, vũ trụ sao trời chung kia phó hình ảnh, lập tức liền hiện lên ở hắn trong ánh mắt. Hắn trực tiếp mở miệng, phát ra tiên đạo thiên âm, vô biên tiên lực kích động, đem hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ thứ tám vực. Hắn muốn lấy này quấy nhiều yến trường phong tâm thần, chỉ cần trở ngại yến trường phong nháy mắt có thể. Tiên âm chấn động mở ra, chư thiên vạn giới vô số sinh linh, tức khắc chi gian tất cả đều kinh tủng này cổ tiên đạo uy thế, thật sự quá mãnh liệt. Đây là chân tiên uy thế, so chi hư tiên, căn bản không ở một cái mặt phía trên. Trầm hư một tiếng sau, lục thiên liền đã cảm nhận được yến trường phong cụ thể vị trí nơi. Hắn đã thành tựu chân tiên, hơn nửa giờ phút này yến trường phong đánh sâu vào tiên đạo, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, như thế nào có thể giấu đến qua hắn. Thần niệm vừa chuyển, liền cảm nhận được yến trường phong nơi. Lập tức không có bất luận cái gì trần chờ lục thiên trực tiếp buông xuống qua đi thiên thần đại lục thượng cổ yến ra nơi phủ đệ yến trường phong tự nhiên cũng nghe tới rồi lục thiên quát lớn tiếng động nhưng hắn vẫn chưa để ý như cũng chỉ là bình tĩnh thất bước chỉ là đi đến kia thần bí tiên đạo chi môn trước cửa yến trường phong lại đột nhiên đình chỉ bước chân này đạo môn sau lưng đó là chân chính tiên đạo sao yến trường phong ánh mắt lập lòe hắn thực hoài nghi đánh sâu vào tiên đạo thật sự liền đơn giản như vậy sao chỉ cần ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc, phô liền chân chính tiên đạo chi lộ, liền có thể trực tiếp đăng nhập tiên đạo điện phủ, thành tựu chân tiên. Dĩ vãng lịch đại cường giả, đó là như thế tấn chức tiên đạo sao? Yến Trường Phong đột nhiên nghỉ chân, làm mọi người khó hiểu. Sao lại thế này, tiên đạo chi môn liền ở trước mắt, hắn vì sao dừng bước? Chư thiên vạn giới vô số sinh linh kinh dị, tiên đạo, đây là sở hữu tu sĩ theo đuổi, mà nay tiên đạo chi môn liền ở trước mắt, dạo bước tiến lên đi chính là tiên đạo, nhưng vì sao Yến Trường Phong lại đột nhiên dừng bước. Mau dảo bước tiến lên đi a. À, vô số tu sĩ trong lòng khẩn trương không thôi, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được một đạo đáng sợ hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần. Kia một tiếng trầm uống, thiên âm chấn động, tuyệt đối phi phàm, có người buông xuống, muốn ngăn cản Yến Trường Phong thành tiên. Ở cái này đương khẩu, Yến Trường Phong không phải hẳn là giành giật từng giây, nắm chặt thời gian bước vào kia tiên đạo chi môn chung sao. Vì sao dừng bước, Yến Trường Phong không có động, hắn phảng phất không biết lục thiên đã đến, chỉ là ánh mắt lập lè, nhìn chằm chằm kia tiên đạo chi môn. Tại đây thành tiên cuối cùng một khắc, hắn đột nhiên dừng. Hắn ánh mắt chạm chạm, tu vi chi lực tất cả đều ngưng tụ tới rồi hai mắt phía trên. Ánh mắt sinh sôi xuyên thủng kia lộng lấy tiên quang, phá vỡ kia phiến minh mông, chân chính thấy rõ trước mắt tiên đạo chi môn. Kia thần bí tiên đạo chi trên cửa, thế nhưng có hai chữ. Hồng mông, kia tiên đạo chi môn, thình lình cũng là hồng mông chi môn. Bất quá, này hồng mông chi môn, đều không phải là chân thật, chỉ là một cái tiên đạo dấu vết. Tiên đạo chi môn, hồng mông chi môn, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt như đuốc, cái gọi là tiên đạo, đó là hồng mông chi đạo sao. Chúng sinh sở tu chi tiên, toàn vì hồng mông tiên. Tiến vào này phiến hồng mông chi môn, vô hình bên trong, liền nhiều một cái dấu vết. Tiên, hồng mông tiên, đột nhiên, Yến Trường Phong trong đầu linh tư điên cuồng tuôn ra, hắn không có nếu như hắn tiên như vậy bước thiết bước vào tiên môn, hắn chân chính thấy rõ ràng này phiến tiên môn. Này phiến dấu vết hồng mông hai chữ tiên môn, từ kia hai chữ, Yến Trường Phong liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Hồng mông, đến tột cùng đại biểu cái gì? Hắn ánh mắt lập lòe, giờ khắc này, Yến Trường Phong không tự chủ được nghĩ tới tiên cổ kỳ nguyên kia ba cái siêu thoát cảnh cường giả. Nói đúng ra, là hai cái siêu thoát cảnh, cùng với một cái nửa bước siêu thoát. Hắn thức hải ở cuồn cuộn, trong đầu vô số linh quang lập lòe. Không tu hồng mông tiên. Ta tu tiên, đương tu tử tại tiên. Đột nhiên, Yến Trường Phong trong miệng quát lên một tiếng lớn. Một cổ khí thế cường đại, từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra, hắn tóc dài bay múa, tinh khí thần tại đây một khắc, điên cuồng bạo trướng. Kia chân ngã đại đạo biến thành con bướm tang tướng, đang nghe đến Yến Trường Phong hét to, đột nhiên hóa thành một đạo quang, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong ấn đường. Theo sau, ở toàn bộ thứ tám vực, cùng với buông xuống mà đến lục thiên kia khiếp sợ trong ánh mắt, Yến Trường Phong rộng mở xoay người, hắn không có bước vào kia thần bí tiên đạo chi môn. Ở kia tiên đạo chi môn trước cửa xoay người, trở về. chương 2064, khác loại thành tiên. Đơn giản là nhìn đến tiên đạo chi trên cửa dấu vết hồng mông hai chữ, Yến Trường Phong từ bỏ tiến vào này phiến tiên đạo chi môn. Này hai chữ, làm hắn cảm nhận được trói buộc, giống như là gông xiềng, một khi bước vào, phảng phất liền sẽ ở trên người bị đánh hạ một cái dấu vết, vô hình chi gian liền phải đối hắn hình thành nào đó trói buộc. Loại cảm giác này, tới không thể hiểu được, nhưng lại làm hắn không chút do so dự cự tuyệt bước vào, hắn tin tưởng chính mình cảm giác. Hắn muốn thành tiên, cũng muốn làm cái tự tại tiên, tuyệt không nguyện ý đã chịu bất luận cái gì trói buộc. Bởi vì hắn mục tiêu, không ở với tiên, mà ở với siêu thoát. Dầm, Yến Trường Phong với tiên đạo chi trước cửa rừng bước, xoay người mà đi, trên đời oanh động. Toàn bộ chư thiên vạn giới, thậm chí bao gồm tiến đến chân áp, ngăn cản yến trường phong thành tiên lục thiên, đều bị cả kinh sừng sốt sừng sốt. Tất cả mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn kia trong hư không, xoay người trở về thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Tiên đạo chi môn liền ở trước mặt, bước vào đi vào liền nhưng thành tựu tiên đạo, thành tựu chân chính tiên phẩm. Nhưng Yến Trường Phong lại dừng bước tại đây, từ bỏ thành tiên, xoay người mà đi. Thế gian sở hữu sinh linh, tu sĩ, cái nào không đem thành tiên coi như suốt đời theo đuổi. Đối thành tiên cả đời si cuồng, đau khổ theo đuổi mà không được. Nhưng hiện tại, Thành Tiên liền ở nhất niệm chi gian, Yến Trường Phong lại lựa chọn từ bỏ Thành Tiên. Lục Thiên cũng ngây ngẩn cả người, chính mình lòng nóng như lửa đốt từ thứ 9 vực tới rồi, chính là vì ngăn cản Yến Trường Phong Thành Tiên, e sợ cho Yến Trường Phong Thành Tiên lúc sau trở thành hắn đại địch. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy quả quyết từ bỏ bước vào này thần bí tiên đạo chi môn, tựa đối bước vào tiên môn thành tựu chân tiên, cảm thấy khinh thường. Ầm vang ở Yến Trường Phong xoay người cất bước đồng thời, phía sau tiên đạo chi môn đột nhiên chi gian kịch liệt run rẩy lên, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, cuối cùng biến mất không thấy. Yến Trường Phong cũng không xoay người, yên lặng mà đi, dưới chân tiên đạo quy tắc giật tràn ra vô tận sáng lạn quang huy, dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Vũ trụ chung, Yến Trường Phong đánh sâu vào tiên đạo hình ảnh biến mất. Mã Yến trong phủ, khô ngồi trên cây liếu hạ Yến Trường Phong, chậm rãi mở hai mắt. Hắn con người giữa, một mảnh thâm thúy lại hiện lên một đạo lộng lẫy quang mang hắn không có lựa chọn bước vào kia tiên đạo chi môn bởi vậy cũng không có thành tựu hồng mông chân tiên nhưng hắn tinh khí thần tại đây một khắc lại là xưa nay chưa từng có no đủ cường đại dù chưa chứng đến hồng mông chân tiên chi vị nhưng hắn hơi thở tinh khí thần lại chưa từng có cường đại vượt quá dĩ vãng đặc biệt là hắn thân thể trong suốt chạm chạm sớm đã siêu việt tầm thường chân tiên mới vừa rồi từ bỏ bước vào tiên đạo chi môn Yến Trường Phong chỉ cảm thấy tâm cảnh xưa nay chưa từng có yên lặng. Đối mặt tiên đạo dụ hoặc, thượng có thể ức chế trong lòng kích động, người phi thường có khả năng cập. Hắn tâm cảnh, như là chịu đựng một lần xưa nay chưa từng có khảo nghiệm, cảm thấy xưa nay chưa từng có thông thấu. Đương tinh thần, con bướm tang tương trở về, Yến Trường Phong trên người lại lần nữa chạy ra khỏi từng đạo càng thêm hừng hực tiên quang. Con bướm tang tướng, tiến thêm một bước thoát biến, nó hai cánh, sớm đã hoàn toàn tươi đẹp, xá màu sặc sỡ mà giờ phút này nó lại lần nữa phát sinh lột xác loại này biến hóa đều không phải là ngoại tại mà là nội tại biến hóa ở nó trên người hiện ra một loại nói không rõ đặc thù khí chất càng có vô tận tiên quang lượn lờ nó hai mắt linh động sáng ngời có thần hai cánh ở yến trường phong thức hải chung rất nhỏ chấn động một đợt lại một đợt chiều thủy giống nhau tiên lực kích động yến trường phong cả người khí chất cũng thay đổi tự tại tiêu sái hết thảy tất cả đều tùy tâm cường đại tinh khí thần Phá tan trời cao, chư thiên vạn giới, hàng tỷ sinh linh đều cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có uy nghiêm, nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong rung động. Hắn ý chí, thế nhưng so với trước đây càng thêm đáng sợ. Khiếp sợ với Yến Trường Phong từ bỏ bước vào Tiên đạo chi môn Lục Thiên, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sở phát ra này cổ đáng sợ tinh khí thần, trong lòng lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Yến Trường Phong, thế nhưng ở khác loại thành tiên, hắn từ bỏ tiền nhân thành tiên phương pháp, từ bỏ bước vào Hồng Mông chi môn lựa chọn tự mình thành tiên. Sao có thể, lục thiên kinh tùng, dựa theo sách cổ chung ghi lại, lịch đại cường giả, thành tiên toàn nhập tiên đạo chi môn, chỉ cần đăng nhập tiên đạo chi môn, đó là hồng mông chân tiên. Này hẳn là duy nhất thành tiên chi đạo mới đúng, vì sao Yến Trường Phong từ bỏ tiến vào tiên đạo chi môn, thế nhưng còn có thể khác loại thành tiên. Không, không thể làm hắn thành công, ý niệm chỉ là nháy mắt vừa chuyển, lục thiên lập tức phục hồi tinh thần lại, áp xuống trong lòng khiếp sợ hắn ánh mắt hừng hực, nhìn về phía Yến Phủ, không có bất luận cái gì do dự, giơ tay chi gian, vô tận tiên lực phun trào. nhấc tay nâng đủ chi gian, toàn bộ thiên thần đại lục kịch liệt run rẩy phảng phất không chịu nổi hắn một trường. Có ta ở đây này, muốn thành tiên, nằm mơ. Lục thiên đại sất, uy nghiêm tuyệt thế, ra tay trấn áp Yến Trường Phong. Giờ phút này, Yến Trường Phong tuy rằng ở khác loại thành tiên, nhưng lại còn vẫn chưa hoàn toàn thành công. Nhưng, đối mặt lục thiên tập kích, Yến Trường Phong lại là bất động như núi, như là căn bản không có chú ý tới lục thiên nhất, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng ngẩng đầu xem thứ nhất mắt. Hắn như là lâm vào nào đó thâm trình tự trầm tư, trong óc bên trong muôn vàn linh quang lập lòe. Đương lục thiên tập kích mà đến, Yến Trường Phong thức hải chung, 12 đại tiên tiên trí bảo tại đây một khắc, không chút do dự tự chủ lựa chọn dung hợp quy nhất. Bởi vì chúng nó đều cảm nhận được Yến Trường Phong giờ phút này, như là lâm vào tới rồi nào đó huyền diệu trạng thái, tâm thần đều cơ hồ hoàn toàn đắm chìm đi vào. Giờ phút này Yến Trường Phong, ở khác loại thành tiên. Hắn muốn đi ra một cái không giống người thường tiên lộ, đi ra một cái thuộc về chính mình tiên lộ. Mà không phải phục chế tiền nhân sở đi qua con đường. Hắn trên người tiên đạo hơi thở càng thêm nùng liệt, tiên quang càng thêm lộng lẫy, thậm chí đều sắp áp quá lục thiên. Hắn tinh khí thần, no đủ cùng cường đại tới rồi cực hạn, nhưng lại như cũng còn đang tiến hành nội tại lột xác. Keng keng keng, tiên thiên đạo đài, tiên tiên linh lung tháp, phong thần bia, ách kiếp chi châu, huyết sắc phù đồ, vạn pháp thạch, ngọc tiên đằng, trường sinh kích, viêm nguyệt đao, tạo hóa chung, thiên cơ dù, trộm thiên chảo chờ 12 đại tiên thiên chí bảo đều lập lòe ra hừng hực quang mang. Tại đây một khắc, nhanh chóng dung hợp, đáng sợ lực lượng phát ra mở ra, 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp, kích phát ra từng đạo dày nặng tiên quang, ngăn cản ở yến trường phong trước người. Tu La Kiếm cũng tại đây một khắc giết ra tới, nó đã là tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh thần binh, Uy thế cũng cực kỳ cường đại. Tuy rằng không có khả năng đơn độc chống đỡ được Lục Thiên công kích, nhưng cũng có thể ra một phần lực. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn cũng bay ra tới, Bàn Long Thương, các loại pháp bảo sôi nổi ra tay, thậm chí liền Hồng Mông Cổ Ngọc đều tại đây một khắc lại lần nữa xuất hiện. Này cái Hồng Mông Ngọc xuất hiện, tức khắc làm Lục Thiên ánh mắt hừng hực, Thành Thiên lúc sau hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hồng Mông Ngọc chung sở ẩn chứa cường đại mà tinh thuần lực lượng. Giờ khắc này yến trường phong trên người các loại át chủ bài hiện lên, ngăn cản lục thiên công kích. ầm vang, trong suốt trường ấn rơi xuống, cái áp càn khôn, đáng sợ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, cùng kia 12 đại tiên thiên trí bảo dung hợp sở biến ảo mà thành cự đỉnh, cùng với hồng mông cổ ngọc, còn có yến trường phong các loại pháp bảo tương va chạm. Trường 2065, tựa như, này một bước. 12 đại tiên thiên trí bảo dung hợp biến thành tiên đỉnh tuy rằng cường đại, nhưng là lại không người khống chế dưới tình huống, cũng khó có thể ngăn cản trụ một người chân tiên cường giả công kích. Đến nỗi tu la kiếm, thiên nguyên vô cực sơn chờ pháp bảo, càng là không có khả năng ngăn cản được ở. Ở lục thiên một trường này chân áp xuống dưới, 12 đại tiên tiên trí bảo dung hợp biến thành tiên đỉnh, lập tức bị chấn đến kịch liệt rung động, các đại pháp bảo càng là sôi nổi nháy mắt băng bay ra đi, chỉ có hồng mông ngọc nở rộ ra hừng hực quang mang, lưu chuyển ra đáng sợ hơi thở, lù lù bất động, thế nhưng ngăn cản ở một trường này. Như thế nào sẽ, lục thiên kinh dị, Yến Trường Phong trên người nắm giữ bảo vật lại là như vậy nhiều. Không kịp kinh nghi, hắn vội vàng lại lần nữa ra tay, cần thiết muốn ngăn cản Yến Trường Phong thành tiên. Trường ấn đè xuống, uy thế càng sâu lúc trước, tiên đỉnh cùng hồng mông cổ ngọc giờ phút này cũng đều bị đẩy lui. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một mảnh đại dương minh mông biển rộng đột nhiên hiện lên. Luân hồi chi hải, chủ động hiện lên, luân hồi chi thủy cuồn cuộn, sóng to ngập trời, hóa thành một đạo thủy tường, chăn yến trường phong trước người, đem kia cường đại dư uy ngăn cản. Đồng thời, luân hồi chi chấn động dưới biển động, ngừng tụ ra một cái thật lớn lốc xoáy, có đáng sợ ý chí lao ra, chấn sát lục thiên nguyên thần. Tiên đạo ý chí, lục thiên tức khắc kinh tủng, luân hồi chi hải, lúc trước từng kinh sợ thối lui con dối chi chủ, hư hư thực thực một tôn tiên tôn chuẩn bị ở sau, cùng luân hồi tiên tôn có quan hệ. Tiên tôn, cái này xưng hô, tuyệt đối không phải chân tiên có thể được đến. Giờ phút này, luân hồi chi hải cũng hiện thân, tương trợ hồng mông cổ ngọc cùng với tiên đình, cùng ngăn cản lục thiên chân áp. Thế nhưng lại lần nữa sinh sôi chặn lục thiên một kích. Chỉ là một đạo ý chí mà thôi, thế nhưng cũng tưởng trở ngại bổn tỏa, tìm chết. Lục thiên nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt lạnh nhạt, thi triển thần thông cổ pháp, minh mông tiên lực chấn đáng. ầm vang, luân hồi chi thủy thế nhưng bị hắn đục lỗ, hồng mông cổ ngọc cùng tiên đỉnh đồng thời bay ngược, cường đại hơi thở, lệnh thượng cổ yến phủ đương trường mai một. Yến Trường Phong thân hình hoàn toàn bạo lộ ra tới. Chết, Lục Thiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt nháy mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, giơ tay nhất chỉ điểm ra, tiên quang kích bắn, muốn xuyên thủng Yến Trường Phong ấn đường, chấn giết hắn nguyên thần. Nhưng mà liền tại đây một khắc, một cổ cường đại hơi thở dao động, đột nhiên từ Yến Trường Phong trên người địch đáng mở ra. Hắn rộng mở mở to đôi mắt, nguyên lai, đây mới là tiên, Yến Trường Phong lẩm bẩm con người giữa kích bắn ra một đạo đáng sợ hừng hực quang mang, sắc bén cơ chí thâm thúy giống như xem thấu hết thảy hắn tinh khí thần tại đây một khắc hoàn toàn viên mãn lột xác kia một đạo ánh mắt ẩn chứa quá nhiều đồ vật lục thiên cường đại nhất chỉ điểm tới Tình ngộ lại đây yến trường phong bình tĩnh ngẩng đầu con người giữa dấu tay rõ ràng ảnh ngược nhanh chóng phóng đại nhưng mà đương kia giấu tay sắp sửa rừng ở hắn ấn đường là lúc lại đột nhiên định trụ đốn ở yến trường phong ấn đường tiền tam thước vô pháp ở phía trước tiến mảy may một cổ đáng sợ lực lượng, phảng phất giam cầm thời gian. Lui tán, Yến Trường Phong quát khẽ ra tiếng, phần phật kia ngưng tụ lục thiên cường đại tiên lực nhất chỉ, ở Yến Trường Phong này ra lệnh một tiếng, thế nhưng đột nhiên chi gian tán loạn. Chư thiên vạn giới, sở hữu sinh linh kinh tùng, lục thiên càng là đồng tử sậu súc, phân phát hắn thần thông chi lực, đây là kiểu gì thủ đoạn. Yến Trường Phong trường thân dựng lên, hồng mông ngọc, 12 đại tiên thiên trí bảo biến thành thiên đình, tu la kiếm chờ tất cả đều bay trở về vần quanh ở hắn quanh thân. Giờ phút này, Yến Trường Phong quanh thân lượn lờ vô tận tiên quang. Hắn nhìn Lục Thiên, phất tay chi gian long trời lở đất, vũ trụ xoay tròn. Một cái chớp mắt chi gian, hai người thế nhưng đã dịch chuyển ra Thiên Huyền Đại Lục. Thay trời đổi đất, ngươi, Lục Thiên chú ý tới bốn phía cảnh tượng biến hóa, trong lòng kinh hãi muốn chết, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, hắn trên người hơi thở quá cường làm lục thiên đều cảm thấy tâm thần chấn động đều là tiên lục thiên chính là đăng nhập tiên đạo chi môn thành tựu chân tiên mà yến trường phong còn lại là khác tích tiên đạo khác loại thành tiên hai người giờ phút này hơi thở khác nhau như trời với đất yến trường phong nhìn chằm chằm lục thiên người muốn giết ta lục thiên tức khắc biểu tình cứng lại trái tim bỗng nhiên vừa kéo đối mặt yến trường phong này bình tĩnh đặt câu hỏi hắn thế nhưng cảm giác được áp lực cực lớn tại sao lại như vậy như thế nào như thế Yến Trường Phong rõ ràng vừa mới mới vừa thành tiên mà thôi, lại còn có không phải chính thống thành tiên, như thế nào có như vậy đáng sợ khí thế cùng uy áp. Hắn thở sâu, lập lòe ánh mắt trở nên kiên định lên, chính mình mà nay đã là chân tiên, có thể nào nhược cho người khác. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì hảo thuyết, chiến đi. Lục Thiên ánh mắt hừng hực, lập tức trầm quát một tiếng, ổn định tâm thần. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, người không được, ngữ khí bình đạm, biểu tình đạm nhiên, giống như ở kể ra một cái khách quan sự thật. Cuồng vọng, làm ta nhìn xem người này khác loại thành tiên, đến tột cùng có gì cao minh chỗ. Lục thiên hừ lạnh một tiếng, không có ở cùng Yến Trường Phong ngôn ngữ, trực tiếp ra tay, thi triển cường đại thần thông, trấn áp Yến Trường Phong. Trên thực tế, Lục thiên giờ phút này trong lòng thực minh bạch, trước mắt người thanh niên này, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn từ bỏ truyền thống thành tiên phương pháp, từ bỏ bước vào tiên đạo chi môn, thế nhưng còn có thể đủ khác loại thành tiên, này thật sự thực nghịch thiên. Thử nghĩ một chút, tiên đạo chi môn liền ở trước mắt, có ai có thể ức chế trụ trong lòng kích động, dừng bước tiên môn phía trước, cuối cùng bỏ tiên môn mà đi. Hơn nữa còn đương trường khác loại thành tiên, thành tiên, đối với thế gian tu sĩ dụ hoặc có bao nhiêu đại, không cần nhiều lời. Nhưng Yến Trường Phong, thế nhưng còn có thể lại thành tiên cuối cùng thời điểm, ngăn chặn chính mình trong lòng kích động, chỉ này một chút, liền đủ để thuyết minh hắn tâm tính có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng giờ phút này, chính như Lục Thiên theo như lời, chuyện tới hiện giờ, không có gì hảo thuyết, hai người ân oán không cạn, giờ phút này Lục Thiên càng là tới rồi muốn ngăn trở Yến Trường Phong thành tiên, mà nay chỉ có một trận chiến mới có thể đủ hóa giải trận này ân oán. Không có khả năng hòa bình xong việc, từ người bước vào hồng mông chi môn, người tâm, liền đã nhiều một trọng gông cùng xiềng xích, một đạo gông xiềng. Người sở đi tiên lộ, bất quá là lịch đại các bậc tiền bối sở đi lộ, tùy chứng đến tiên đạo chi danh, là tiên, cũng không phải tiên. Nhìn lục thiên ra tay, Yến Trường Phong biểu tình như cố thông rong cùng bình tĩnh, như là căn bản không có để ý giống nhau. ầm vang, đáng sợ tiên lực đánh sâu vào, Yến Trường Phong chỉ là tiến lên một bước bán ra. Người nói ta khác loại thành tiên, ta bất quá là muốn đi ra một cái con đường của mình thôi. Tựa như, này một bước, một bước bán ra, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người nở rộ ra một cổ cường đại đến cực điểm khủng bố khí thế, thế nhưng đem kia tiên lực đánh sơ xác một bước bước ra, phảng phất dẫm lên lục thiên ngực thượng. Lục thiên sở thi triển ra tới pháp thuật thần thông, nháy mắt hỏng mất, tiên lực tẫn tán. Yến Trường Phong lại lần nữa cất bước, đông, trên đời chấn đáng, một bước rơi xuống, chấn đến lục thiên lảo đảo lùi lại, khí thế cường đại áp bách mà đến, làm hắn hô hấp thế nhưng đều trở nên gian nan. Sao có thể, ngươi, ngươi như thế nào làm được, hắn đầy mặt tái nhợt, trong ánh mắt kinh hãi chi sắc càng thêm hừng hực, trong lòng chấn động tột đỉnh chương 2066, sử thượng yếu nhất chân tiên. Yến trường phong giờ khắc này khí thế quá cường, cường vượt quá tưởng tượng. Lục thiên cùng hắn đều là tiên, nhưng giờ phút này, ở yến trường phong trước mặt, lục thiên khí thế lại là bị hoàn toàn áp chế, căn bản vô pháp phóng xuất ra tới. Hai người tuy đều là tiên, nhưng hai cái tiền ý nghĩa rồi lại có điều bất đồng. Một cái hoàn toàn đi con đường của mình, đạp đạo của mình, không vào hồng mông, chỉ tu tự tại. Một cái lại là đạp tiền nhân lộ, đi vào hồng mông chi môn, bị đánh hạ hồng mông ấn ký, vô hình chi gian lại là nhiều một trọng trói buộc, một đạo gông xiềng, nhìn như đầu thành tiên, nhưng ở yến trường phong xem ra, đối phương căn bản không thể đem tự thân tinh khí thần, hoàn toàn thăng hoa. Bởi vì kia một bước, bởi vì kia một đạo vô hình chi gian trói buộc, gông xiềng, hạn chế hắn tinh khí thần cực cảnh thăng hoa. Tuy rằng lục thiên tinh khí thần đã phi thường cường thịnh, đã đạt tới tiên trình tự, nhưng lại không thể đánh vỡ cực hạn, thành tựu mạnh nhất chính mình. Theo Yến Trường Phong cất bước, khắp vũ trụ đều phảng phất xoay tròn lên, sao trời không ngừng hỏng mất, mai một, hóa thành một cái thật lớn hắc động, hơn nữa không ngừng khuếch tán, phảng phất muốn thôn vệ toàn bộ thiên địa. Không, ta vừa mới mới vừa bước lên tiên đạo bảo tọa, như thế nào có thể cứ như vậy hạ màn. Tiên nhưng vĩnh sinh, ta cũng vĩnh sinh bất tử. Lục trời giận giống, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, hắn toàn thân tiên diễm nhảy lên cao, thế nhưng thiêu đốt chính mình tinh khí thần, trả giá thảm thống đại giới, cùng Yến Trường Phong giao thủ. Hắn biết Yến Trường Phong cường, nhưng giờ phút này đã vô pháp quay đầu lại, chỉ có liều chết một trận chiến, tranh thủ một đường sinh cơ. Phiên tay chi gian, một đầu thanh sắc trường long bay ra, cả người thiêu đốt rào ra tiên diễm, khí thế khủng bố. Theo hắn ra tay, các loại phân loạn gì tưởng hiện lên, bộc phát ra xưa nay chưa từng có hừng hực quang mang, oanh kích hướng bước tới Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, nhưng hắn vẫn chưa vận dụng, cũng chưa từng vận dụng tu la dị tượng cùng với tu la ma vực. Cứ như vậy, bằng bình phàm chính mình, đối mặt đỉnh lục thiên. Bốn phía trong hư không, chen đầy các loại đáng sợ dị tượng, mỗi một bộ dị tượng đều có đáng sợ áp chế lực. Này đó dị tượng đều không phải là chỉ là đơn thuần hình ảnh, có đáng sợ uy hiếp lực, lực sát thương. Nhưng Yến Trường Phong đối này lại là nếu như chưa quyết. Hắn biểu tình bình tĩnh, từng đạo lộng lấy tiên quang từ hắn trên người nở rộ, minh mông tiên lực kích động. Đông, một bước bán ra, đáng sợ khí thế, chấn hội thế gian hết thảy. Những cái đó cường đại dị tưởng, như nhau trước đây như vậy, thế nhưng không chịu nổi Yến Trường Phong khí thế áp bách, sôi nổi diệt phong. Giờ khắc này Yến Trường Phong, phảng phất thật sự đã trên đời vô địch, kia vô địch khí thế, đã hoàn toàn thành khí hậu. Lục Thiên đồng tử co rút lại, nhưng hắn bất khuất, giống giận này giết lại đây, chủ động nhằm phía Yến Trường Phong. Hắn không dám lại làm Yến Trường Phong xúc thế đi xuống yến trường phong mỗi bước ra một bước trên người khí thế liền càng thêm khủng bố một phân lại làm hắn xúc thế đi xuống hắn sợ đến cuối cùng yến trường phong thậm chí còn không có ra tay chính hắn đã trước bị yến trường phong trên người kia cổ đáng sợ vô địch khí thế sở đánh tan thua ở yến trường phong trong tay cũng không đáng sợ đáng sợ chính là đều là tiên hắn lại liền yến trường phong trên người phát ra khí thế đều ngăn cản trụ không được nếu đúng như này mặc dù đã chết đều nghẹn khuất đến lúc đó hắn có lẽ sẽ rơi vào một cái sử thượng yếu nhất chân tiên thanh danh. Nhưng thật là hắn quá yếu sao, tuyệt không phải như vậy. Trên thực tế, lục thiên còn như vậy thiên địa hoàn cảnh dưới, còn có thể thành tựu chân tiên, thực lực của hắn, so với dĩ vãng thành tựu chân tiên người, có lẽ còn muốn càng cường. Bởi vì bọn họ này một thế hệ, thành tiên quá khó khăn, trong thiên địa căn bản không có cũng đủ tiên đạo quy tắc, tới chống đỡ bọn họ thành tiên. Hắn lục thiên có thể thành tiên, hoàn toàn là đoạt lấy khác hư tiên tiên đạo quy tắc hơn nữa trước đó còn lắng động lại vô tận năm tháng hắn nội tình so với dĩ vãng thành tiên những cái đó tồn tại tuyệt đối muốn khủng bố đến nhiều cho nên thực lực của hắn so với dĩ vãng chân tiên đều phải cường ra một mảng lớn nhưng giờ phút này hắn ở yến trường phong trước mặt lại ở vào tuyệt đối nhược thế đều không phải là hắn nhược mà là trước mắt người thanh niên này quá mức đáng sợ hắn ở thành tiên cuối cùng thời điểm từ bỏ các bậc tiền bối thành tiên lộ đi ra một cái con đường của mình hắn tinh khí thần đánh vỡ cực hạn mạnh hơn hắn quá nhiều sát lục thiên trường giống thiêu đốt chính mình tinh khí thần sinh sôi đem chính mình khí thế cất cao tăng lên làm như vậy hậu quả phi thường nghiêm trọng nguyên khí hao tổn nghiêm trọng đối hắn sau này tu hành cực kỳ bất lợi nhưng giờ phút này đối mặt trước mắt cái này đáng sợ địch thủ hắn không đến lựa chọn chỉ có đem chính mình trạng thái tăng lên tới nhất đỉnh mới có hy vọng tranh thủ kia một đường sinh cơ hắn cả người tiên diễm bốc lên đã đem khí thế tăng lên tới nhất đỉnh, hướng tới yến trường phong phát xiết lại đây. Chư thiên vạn giới đang run rẩy các đại mặt khác vũ trụ không khỏi cũng ở chấn động. Vô số sinh linh đều cảm nhận được một trận chiến này động tính. Tất cả mọi người chấn động, nhìn về phía này phiến cuồn cuộn vũ trụ sao trời, vô pháp thấy rõ bọn họ thân ảnh, chỉ nhìn đến hai luồng hừng hực tiên quang, va chạm ở cùng nhau. Đối mặt lục thiên sung phong liều chết, yến trường phong như cũ chưa từng ra tay, chỉ là bình tĩnh cất bước, trên người khí thế, lại là càng thêm cường thịnh. Vô biên tiên lực trào dâng, tứ phương thiên địa tinh khí tùy hắn ý niệm mà động, phảng phất thế gian chi lực đều từ hắn chúa tể. Oanh, tuyệt thế va chạm mạnh bùng nổ, yến trường phong trong suốt bàn tay, cùng phát sát đi lên lục thiên nặn ra quyền ấn hung hăng va chạm ở bên nhau, chấn đáng ra tới lực lượng, mai một thời không. Tiên diễm rung động, ngắn ngủi rằng co, theo sau một mặt tươi đẹp huyết dịch phun tung tóe mà ra. Lục thiên gào giống, phi đầu tán phát bay tứ tung đi ra ngoài, vết miệng ho ra máu, hắn một cái cánh tay bị đương trường làm vỡ nát, nửa người bị đáng sợ lực lượng đánh rách tả tơi, thân thể thần tiên bị thương. Ta không cam lòng, Lục Thiên ổn định thân hình, nửa người ở chảy huyết, hắn cả người tiên diễm như cũ, tinh khí thần ở điên cuồng thiêu đốt, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong hai mắt càng là tràn ngập vô biên điên cuồng. Chính mình thiêu đốt tinh khí thần, bày ra nhất đỉnh tư thái, thế nhưng vô pháp bước đến Yến Trường Phong ra tay. Gần chỉ là bình tĩnh thất bước, nở rộ ra tới đáng sợ khí thế liền đem hắn bị thương nặng. Đây là kiểu gì khuất nhục? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ đậm, tiên lực kích động, nháy mắt chữa trị thương thể. Lần thứ hai hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây, ra tay, cho ta ra tay a! À. Lục trời giận giống, tinh khí thần thiêu đốt tới rồi cực hạn, mang theo vô biên biên cuồng, nhằm phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, Lục Thiên khí thế đã kéo lên tới rồi tuyệt điên, đã hoàn toàn không mang hậu quả, tinh khí thần điên cuồng thiêu đốt như vậy đi xuống thậm chí căn bản không cần yến trường phong ra tay hắn liền sẽ tự mình mai một nhưng giờ phút này hắn sở bày ra ra tới thực lực lại đích xác được đến cực đại tăng lên ít nhất làm yến trường phong cảm nhận được một tia uy hiếp hắn ra tay hắn bình tĩnh dò ra một tay trắng tinh trong suốt trong sáng không rảnh mặt trên lượn lờ tiên quang cứ như vậy bình tĩnh về phía trước ấn đi này nhìn như bình phàm một trường uy lực lại là khủng bố tuyệt luân giữa ẩn chứa lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa Lục Thiên sở tế ra thần thông cùng cổ pháp, khoảnh khắc chi gian mai một, hỏng mất. Nhưng hắn trên mặt, lại là hiện lên vẻ tươi cười. Người rốt cuộc ra tay, chương 2067, hạ màn, ầm vang, kia trong suốt bàn tay ấn hạ, cùng Lục Thiên hung hăng va chạm ở bên nhau, tức khắc chi gian, tiên diễm bị ma diệt, Lục Thiên thân thể lại lần nữa bay tứ tung đi ra ngoài, cả người vết dạn dày đặc. Hắn tinh khí thần lại nhanh chóng biến mất, thân thể nháy mắt già nua, như là bị rút cạn thọ mệnh giống nhau hơi thở mỏng manh tới rồi cực hạn. Ha 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 ha, nhưng hắn lại đang cười. Nhìn Yến Trường Phong, Lục Thiên giờ phút này đã có chút phần đục trong ánh mắt, hiện lên vô số phức tạp cảm xúc. Phẫn nộ, không cam lòng, nghẹn khuất, cuối cùng là vui sướng. Người rốt cuộc, ra tay, Lục Thời tiết tức suy yếu, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng đồng thời còn kèm theo một tia nghẹn khuất. Chính mình đường đường chân tiên, thế nhưng bởi vì có thể bước đến Yến Trường Phong ra tay, mà đắc chí. Yến Trường Phong nao nao. Đối phương như vậy không mang tất cả điên cuồng thiêu đốt tinh khí thần, chính là vì bức chính mình ra tay sao. Lục thiên hơi thở càng thêm hư nhược rồi, trên người tiên diễm đã ma diệt, cuối cùng hóa thành một mảnh quang vũ, như vậy trôi đi. Nhìn lục thiên vũ hóa, yến trường phong an tĩnh không nói gì. Hắn xoay người nhìn về phía tứ phương, tứ phương vũ trụ toàn tịch. Tại đây hạ giới, có lẽ không còn có đối thủ. Có lẽ, là thời điểm rời đi, yến trường phong lẩm bẩm hắn hiện tại chân ngã đại đạo đã đi vào thứ bảy chuyển đã tấn chức tiên phẩm lục thiên cũng đã ngã xuống ở trên tay hắn tại đây hạ giới đương thời đã khó có thể tìm được đối thủ có lẽ chỉ có kia thông thiên chi lộ phần sau đoạn những cái đó bị hồng mông tiên giới tiên môn ngăn cản cổ đại chân tiên mới có thể đối hắn tạo thành một ít uy hiếp hắn cất bước mà đi về tới chư thiên vạn giới cùng diệp thập tam xích đế đạo nguyên thần tôn đám người lại lần nữa đảm đạo một phen theo sau rời đi nhìn yến trường phong rời đi bóng dáng tất cả mọi người tâm tình phức tạp, ai có thể nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, thành tựu chân tiên. Hơn nữa một thành tiên, liền bày ra ra đáng sợ chiến lực, giờ tay chi gian liền đem trước hắn một năm thành tựu chân tiên lục thiên chân sát. Chúng ta chư thiên vạn giới, cũng trừ bỏ một tôn tiên. Thành tiên đều không phải là vô căn cứ, đều không phải là chỉ là đồn đãi, tương lai một ngày nào đó, ta cũng muốn thành tiên, đi xem kia cái gọi là hồng mông tiên giới, đến tột cùng là sao quang cảnh diệp thập tam trên mặt mang theo tươi cười xích đế đám người cũng đều ánh mắt kiên định dĩ vãng tiên chỉ là trong truyền thuyết tồn tại hư vô mờ mịt không ít người thậm chí hoài nghi thế gian hay không thực sự có tiên mà hiện tại yến trường phong đánh vỡ gông cùng xiềng xích thành tựu chân tiên hướng bọn họ chứng minh rồi tiên tồn tại đều không phải là vô căn cứ vô hình chi gian đã vì thế nhân đẩy ra rồi mê sương mù nói rõ phương hướng đồng thời cũng vì bọn họ kiên định đạo tâm yến trường phong lại trở về một chuyến thiên thần đại lục yến phủ nơi ở đem yến phủ lại lần nữa phục hồi như cũ cuối cùng hắn đem thanh tộc cùng ma đình tướng sĩ lưu tại nơi này cuối cùng rời đi này một vực vô số sinh linh tiễn đưa nhìn yến trường phong trong ánh mắt tràn đầy kính sợ yến trường phong không có lại quay đầu lại hắn về tới thần giới chúc mừng yến đạo hữu đắc đạo thành tiên hạ đông phương cùng với vô số thần giới cao tầng sôi nổi chúc mừng biểu tình phức tạp yến trường phong gật gật đầu không nói thêm gì ánh mắt nhìn về phía tô khinh ngữ bế quan địa phương. Ánh mắt lại ở hơi hơi chấp động, hắn đem rời đi này một giới, đi trước hồng mông tiên giới, nhưng tô khinh ngữ, tô mộng nhi, thậm chí tiến đến rèn luyện Âu Dương Thần, trương liệt đám người, lại nên xử trí như thế nào. Mang theo bọn họ tiến vào tiên giới sao? Bọn họ thực lực thấp kém, mang theo bọn họ tiến vào tiên giới, đối bọn họ tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Càng quan trọng là, bọn họ có thể thừa nhận được hồng mông tiên giới tiên đạo quy tắc áp chế sao? Hồng mông tiên giới hiện tại tình huống không rõ, Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm, đã âm thầm có quyết định. Hắn suy tính Âu Dương thần đám người vị trí, theo sau tìm được rồi bọn họ, cùng bọn họ thôi bôi hoán chản, làm ly biệt trước cuối cùng một lần đàm đạo. Ta ở hồng mông tiên giới, chờ các ngươi, cùng Âu Dương thần đám người đàm đạo một phen, Yến Trường Phong cuối cùng rời đi. Hắn trở về thần giới, vì tô khinh ngữ để lại một đạo ý niệm, cuối cùng đi trước thông thiên chi lộ. Đến nỗi Tô Mộng Nhi, giờ phút này đã ở linh võ giới trung tu hành, luyện hóa kia cái ngọc trụy, tiếp thu trong đó tiên đạo truyền thừa. Tô Mộng Nhi bản thân là hồng mông tiên giới tiên tộc đường ra người, hơn nữa được đến tiên đạo truyền thừa, cho nên Yến Trường Phong mang theo nàng cộng phó hồng mông. Nhưng mà liền ở Yến Trường Phong sắp sửa tiến vào thông thiên chi lộ là lúc. Đột nhiên, trong hư không ầm ầm nổ vang, một cái thật lớn kim sắc lốc xoáy hiện lên, giữa mãnh liệt ra cuồn cuộn vô biên cường đại lực lượng theo cái này kim sắc lốc xoáy hiện lên quanh thân sao trời vô số sao trời nháy mắt phi hôi yên diệt trong hư không vô tận vết dạn hiện lên hừng hực tiên quang từ kia kim sắc lốc xoáy bên trong chút xuống mà ra vô số sinh linh bị những cái đó kim quang càn quét hóa thành bột mịn lại một đạo cường đại ý niệm từ kia thật lớn kim sắc lốc xoáy trung hiện lên suy lạp yến trường phong rộng mở nhìn về phía đỉnh đầu kia thật lớn kim sắc lốc xoáy ánh mắt hừng hực giữa bóng kiếm dày đặc kia kim sắc thật lớn lốc xoáy bên trong hắn cảm nhận được tiên hơi thở. Nga, thế nhưng đã thành tiên sao? Kim sắc lốc xoáy bên trong truyền ra một đạo đạm mạc thanh âm. Đã xảy ra cái gì? Tứ phương hư không, các đại vực cường giả, tất cả đều bị kia thật lớn kim sắc lốc xoáy trung sở chút xuống xuống dưới hơi thở chấn động, tất cả đều miêu cố sợ hãi. Là tiên, không mông tiên giới tiên, muốn hạ giới sao? Vô số sinh linh kinh hô, ánh mắt chạm chạm, đã từng tại hạ giới tiên đạo quy tắc chưa biến mất thời điểm hồng mông tiên giới cũng không từng đóng cửa tiên môn thường có chân tiên hành tẩu thế gian nhưng theo tiên đạo quy tắc biến mất hồng mông tiên giới phong bế tiên môn lúc sau thế gian liền lại vô chân tiên hành tẩu mà nay thế nhưng có tiên buông xuống kia thật lớn kim sắc lóc xoáy chung chút xuống, xuống xuống dưới hơi thở tiên khí lượn lờ chỉ có tiên mới có thể làm được hồng mông chân tiên buông xuống chẳng lẽ hồng mông tiên giới sắp sửa một lần nữa hiện thế sao vô số sinh linh kinh dị sắc mặt biến hóa phong bế nhiều năm như vậy hồng mông tiên giới mà nay thế nhưng có hồng mông chân tiên xuất thế là phúc hay là hỏa tiên đạo quy tắc quả nhiên bắt đầu sống lại sao một đạo tiên quang đột nhiên từ kia thật lớn kim sắc lốc xoáy chung buông xuống hóa thành một người tuổi trẻ nam tử tên này tuổi trẻ nam tử phong thần như ngọc tuấn giật bất phàm trên người tóc một cổ vô cùng thuần túy tiên khí không chọc bụi bậm hắn hơi thở rất cường thịnh hiện thế lúc sau trường thân lập với hư không cảm thụ một chút tứ phương thiên địa biến hóa cuối cùng đem ánh mắt, rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Người chính là Yến ra người kia, Lý Phong trên cao nhìn xuống, quan sát Yến Trường Phong, biểu tình bình đạm, Còn người giữa tiên quang hừng hực, không chút nào kiên kỵ đánh giá Yến Trường Phong. Ân, khí thức của người tựa hồ có chút cổ quái, tiên đạo hơi thở, so với rất nhiều lớp người giả chân tiên cường giả, đều phải nồng hậu đến nhiều, là bởi vì kia một sợi khí sao. Lý Phong sâu kín địa đạo, ánh mắt hơi hơi lập lè. Ngươi là ai? Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ánh mắt lại là hơi hơi chuyển động. Bởi vì hắn cảm nhận được đối phương hạ giới, tựa hồ là vì hắn mà đến. Hơn nữa đối phương ý đổ đến tựa hồ cũng không thân thiện, kia trên cao nhìn xuống quan sát tư thái, còn có kia không e rẻ đánh giá, làm Yến Trường Phong không khỏi hai mắt híp lại. mươi 2068, Hồng Mông Tiên hạ giới. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết có thể. Lý Phong hơi hơi mỉm cười, ngữ khí tuy rằng bình đạp, nhưng là lời nói lại là trương cuồng vô cùng, kiêu ngạo mà kiệt ngạo, hoàn toàn không có đem Yến Trường Phong đặt ở trong mắt. Giọng nói rơi xuống, Lý Phong trực tiếp ra tay, oanh, một tiếng vang lớn chuyển đến, Lý Phong cả người nở rộ ra vô cùng kim quang, sáng lạn huy hoàng, các loại thần binh, bí thuật đồng thời bay múa, một người thế nhưng bày ra ra vô số người công kích tư thái, này thủ đoạn lệnh người kinh ngạc cảm thán chấn động. Hắn trên người, lao ra vô số binh khí, còn có các loại thần thông, bí pháp, như là hoàn toàn dấu vết tại thân thể giữa giống nhau, giờ phút này thi triển ra tới, phảng phất có vô số chân tiên, ở đồng thời đối yến trường phong ra tay. Phần Phật, tiên lực phun trào, ngân hà đứt đoạn, vô số sao trời đều hóa thành bột mịn, thời không ở mai một. Một mảnh kim sắc binh khí lãng chiều, cùng với vô biên tiên pháp bí thuật, sôi nổi hướng tới yến trường phong trấn áp lại đây. Kia một đám tiên đạo phù văn bay múa, côi mỹ mà tràn ngập sát khí. Yến trường phong tức khắc ánh mắt một thịnh, trong ánh mắt nở rộ ra lành lạnh sát khí. Một cổ khí thế cường đại, nháy mắt nở rộ mà ra, vô tận tiên quang lượn lờ, hắn hơi thở, sớm đã siêu việt giống nhau chân tiên. Trước đây chấn sát lục thiên thời điểm, thậm chí cũng chưa chân chính ý nghĩa thượng ra tay, chỉ là bình tĩnh bán ra một bước, sở nhấc lên khí thế, liền chấn áp lục thiên gặp bị thương nặng. Giờ phút này, khí thế của hắn dâng lên, trong cơ thể vô biên tiên lực dũng đáng, từng luồng lực lượng cường đại đánh sâu vào, đem những cái đó từng mảnh kim sắc binh khí cuồng chiều chấn khai, đem kia từng đạo tiên thuật bí pháp chấn hội, đầy trời tiên đạo phù văn bay múa, lại không thể thương đến Yến Trường Phong. Ân, Lý Phong thấy thế ánh mắt chợt lóe, trong lòng kinh dị. Hắn đồng dạng còn cũng không có chính thức ra tay, mới vừa rồi những cái đó binh khí, tiên thuật bí pháp, chỉ là hắn đối chính mình trên người khí thế một loại vận dụng, hai người khí thế thượng va chạm, hắn thế nhưng chút nào không có thể vào tay thượng phong, ngược lại bị Yến Trường Phong khí thế tách ra hảo cường khí thế, vừa mới mới vừa thành tiên mà thôi, thế nhưng liền có như vậy khí thế cường đại, xa xa siêu việt tầm thường chân tiên, ghê gớm, không hổ là dung hợp kia luồng hơi thở tồn tại. Lý Phong ánh mắt chạm chạm, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, dừng ở Lý Phong trên người. Trước đây Yến Nam Thiên liền từng mịt mờ nói qua, hồng mông tiên giới, có người cũng không nhận đồng tiên tộc Yến ra cách làm, cũng không hy vọng kia một đạo thần bí hơi thở lớn mạnh trưởng thành. Trước mắt người này, hiển nhiên chính là giữa một cái. Giờ phút này, hắn thế nhưng hạ giới, tiến đến chấn giết hắn. Cũng thế, khiến cho ta nhìn xem, hồng mông tiên giới tiên, thực lực đến tột cùng như thế nào đi. Yến Trường phong động sát khí, từ lúc trước từ hỗn độn nơi trở về lúc sau, hắn còn cũng không từng phát ra ra như thế mãnh liệt sát khí. Giờ phút này, đối mặt cái này cố ý hạ giới tiến đến chấn giết hắn người, hắn sát ý nháy mắt bùng nổ. Hắn trên người khí thế, trở nên càng cường đại hơn, ánh mắt hừng hực mà sắc nhọn, nhuệ khí bừng bừng phấn chấn, sắc bén vô cùng. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, tứ phương chi lực toàn vì hắn sử dụng. Đồng thời, vạn vật hô hấp pháp đối lý phong tiến hành áp chế. Ân, theo vạn vật hô hấp pháp nở rộ, cơ hồ nháy mắt, Lý Phong liền cảm nhận được chính mình trong cơ thể tiên lực biến hóa, thế nhưng đã chịu lôi kéo. Này tức khắc làm hắn trong lòng cả kinh, Yến Trường Phong bất quá vừa mới thành tiên mà thôi, như thế nào sẽ nắm giữ có như vậy cường đại pháp? Đây là cái gì pháp? thế nhưng có thể quấy nhiễu đến trong thân thể hắn lực lượng vận hành. Hắn hai mắt hiếp lại, Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài thực lực, làm hắn giết cơ càng thắng, người này quyết không thể lưu lại. Cũng quyết không thể làm kia nói khí trưởng thành. Sát, Lý Phong không có ở nói thêm cái gì, đôi tay nhất pháp, thì triển tiên đạo bí thuật. Trong thân thể hắn tiên lực tuy rằng lọt vào áp chế, nhưng hắn sở nắm giữ tiên đạo thủ đoạn, cũng không phải là nhỏ, vô cùng tiên đạo pháp tắc nở rộ đem hắn trên người khí thế sinh sôi cất cao gấp đôi không ngừng hắn niết động trưởng ấn toàn thân tiên đạo pháp tắc bay múa tiên lực trào dâng một cái đáng sợ trưởng ấn đánh về phía yến trường phong cái này trưởng ấn hoàn toàn là từ vô cùng tiên lực ngưng tụ mà thành ẩn chứa tiên đạo áo nghĩa uy lực vô cùng là một môn cường đại tiên đạo bí thuật trấn tiên ấn lý phong khẽ quát tóc dài bay múa mặc dù bị vạn vật hô hấp pháp áp chế bộ phận tiên lực thực lực như cũng đáng sợ phần phật yến trường phong ánh mắt hừng hực từng luồng lực lượng cường đại địch đáng mở ra. Đối mặt Lý Phong tập kích, hắn vẫn chưa lui sợ, giơ tay một trưởng ngạnh hám mà đi. Phật ma diệt thế, hắn thi triển ra ngày xưa cấm pháp, lấy tiên lực quán chú, sở bày ra ra tới uy lực, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Tiên pháp cùng thần thông, bí pháp, cũng không có tuyệt đối giới hạn. Tựa như nào đó võ kỹ cùng thần thông giống nhau, võ giả giai đoạn, vẫn chưa tu luyện ra pháp lực, lấy chân khí thêm vào thi triển ra tới đó là võ kỹ, mà trở thành tu sĩ, tu luyện ra pháp lực sau, lấy pháp lực thi triển ra tới võ kỹ, đó chính là thần thông. Mà hiện tại, Yến Trường Phong lấy tiên lực thi triển ra tới cấm pháp thần thông, đó là tiên thuật. Tuy rằng đều không phải là thuần túy tiên thuật, nhưng uy lực lại vô lễ sắc. Trong thân thể hắn khổng lồ tiên lực kích động, một tôn đáng sợ Phật ma đè ép hư không, trường ấn áp lạc cùng Lý Phong va chạm. Cơ hồ nháy mắt, càn khôn biên đảo, thời không vặn vẹo. Hai người thân hình, thế nhưng trực tiếp từ tại chỗ biến mất xâm nhập tới rồi một mảnh vị trí dị độ không gian, ở trong đó giao thủ. Lao nhanh mà ra lực lượng, đủ để lật úp thiên địa, cường hãn đến cực điểm. ầm vang, hai trường va chạm, phát ra ra đáng sợ lực lượng. Kia Lý Phong thực lực đích xác đáng sợ vô cùng, đều không phải là tầm thường chân tiên, thậm chí Yến Trường Phong hoài nghi, đối phương hay không thật sự chỉ là chân tiên. Đối phương hơi thở, quá cô động, tiên lực hùng hồn, so với trước đây lục thiên không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Lúc này đây đối trưởng, Yến Trường Phong thế nhưng bị này sinh sôi đẩy lui hai bước. Có ý tứ, vừa mới thành tiên thế nhưng là có thể cùng ta ngạnh hám, không hổ là dung nhập kia luồng hơi thở tồn tại. Lý Phong ngữ khí sâu kín, ánh mắt lại là càng thêm hừng hực. Hắn thân hình lập lòe, nháy mắt bên người tiến lên, cùng Yến Trường Phong gần người vật lộn. Hắn lực lượng quá cường, mặc dù là bị vạn vật hô hấp pháp áp chế một bộ phận lực lượng, như cố cường đáng sợ, lấy Yến Trường Phong mà nay tư thái, thế nhưng đều khó có thể áp chế, thậm chí ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Bất quá, dù vậy, người hôm nay như cũ đến chết. Lý Phong đột nhiên quát trói tai một tiếng, trên người tiên quang càng thêm lộng lẫy, vô biên tiên đạo pháp tác vần quanh ở hắn quanh thân, hắn phảng phất một tôn vô thượng chiến tôn, phảng phất có cái gì bám vào người giống nhau, ở hắn trên người mơ hồ hiện ra một cái quang ảnh, khiến cho hắn chiến lực đột nhiên bạo trướng. Phanh, quyền trưởng giao kích, Yến Trường Phong bị chấn đến liên tục lùi lại đối phương bị một đạo quang ảnh bám vào người, lực lượng thế nhưng lại lần nữa bạo trướng, hơi thở khủng bố, nặn ra quyền ấn đánh tới, chân đến Yến Trường Phong cánh tay rung động, một lui lại lui. Phải biết rằng, Yến Trường Phong thân thể chính là trải qua thần bí cổ huyết rèn luyện, cường hãn vô cùng, so với giống nhau chân tiên thân thể, cường đại hơn nhiều, có thể cùng hắn tay không ngạnh hám người, tuyệt đối không phải là nhỏ. Trường 2069, chiến đấu kịch liệt hồng mông tiên. Trung Quy chỉ là vừa mới thành tiên, chẳng sợ ngươi lại kinh diếm, lại như cú phiên không được thiên. Chết, Lý Phong khẽ quát, trên người khí thế càng thêm dũng mãnh cường thịnh, hắn không ngừng ra tay, phát động sắc bén thế công, vô tận tiên quang bùng nổ, đáng sợ lực lượng ngưng kết, toàn lực chấn sát Yến Trường Phong. Cường đại hơi thở tràn ngập, cái này địa phương một mảnh lộng lẫy hừng hực, tiên quang đầy trời, vô tận tiên đạo phù văn phát ra, nổ tung, đem Yến Trường Phong bao phủ. Phanh 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 bang bang, vô số tàn ảnh lập loè hai người thân hình không ngừng lập loè giao thủ, toàn bộ dị độ không gian giữa nơi nơi đều tràn ngập bọn họ bóng dáng. Yến Trường Phong cảm giác được áp lực, lực lượng của đối phương quá cường, khí thế cũng cực kỳ khủng bố, đánh chúng hắn liên tục lùi lại. Nên kết thúc, đối phương quát khẽ, cả người tiên quang lộng lấy tới rồi cực hạt, khí thế kéo lên tới rồi cực điểm, một quyền đánh ra, thế không thể đỡ. Yến Trường Phong lại lần nữa cùng chi ngạnh hám một quyền, thân thể nháy mắt đảo lược mà ra, ngay sau đó, tu la đảo, tu la dị tượng đồng thời nở rộ. Từ hỗn độn nơi trở về sau, còn chưa từng tao ngộ đến bất cứ ai, có tư cách làm hắn vận dụng tu la đạo tu la dị tượng này đó thủ đoạn. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái này từ hồng mông tiên giới buông xuống mà đến sinh linh, mặc dù Yến Trường Phong mà nay thực lực cường đại, nhưng ở bất động dùng này đó thủ đoạn dưới tình huống, cũng khó có thể chống lại. Tu la đạo cùng người trùng tu la dị tượng nở rộ. Khoảnh khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người khí thế điên cuồng kéo lên, bạo trướng. Huyết sắc thế giới, thôn phệ toàn bộ dị độ không gian. Nồng đậm tu la chi lực, tu la chi khí, cơ hồ hoàn toàn không hòa tan được. Mười trùng tu la dị tượng, sớm đã hoàn toàn ngưng thật. Uy lực của nó, không phải là nhỏ. Đặc biệt là, kia tôn tu la thân ảnh, hai mắt màu đỏ tươi bắt mắt, yêu tà mà quỷ dị, trên người hơi thở thảm thiết mà đáng sợ. Ân, đây là, Lý Phong đột nhiên kinh tùng, mười trùng tu la dị tượng đem hắn cuốn đi vào, tức khắc làm hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng thế nhưng lại lần nữa lọt vào áp chế, phóng nhãn nhìn lại tràn đầy vô tận màu đỏ tươi, tu la chi khí thế nhưng có thể ăn mòn cùng ăn mòn hắn trên người tiên đạo hơi thở. Bởi vì Yến Trường phong tấn trước đến tiên phẩm cảnh giới, tu la đạo cùng tu la dị tượng uy lực cũng đều được đến cực đại tăng lên. Sát, Yến Trường phong huyết phát loạn vũ, ở thi triển ra tu la đạo cùng người trùng tu la dị tượng lúc sau, hắn cả người hơi thở biến hóa. Trước đây hắn, cả người tiên quang lượn lờ, bạch y như tuyết, khí chất đạm nhiên, bình tĩnh, thần thánh mà tường hòa. Nhưng giờ khắc này hắn, cả người hơi thở lại là long trời lở đất nghịch chuyển. Kia từng luồng ngập trời sát phạt lệ khí, kia màu đỏ tươi hai mắt, không một không lệnh nhân tâm thần chấn động. Yến Trường Phong niết quyền mà thượng, tiên lực dâng lên, tràn ngập sát khí, đón đánh Lý Phong cường thế tập sát. Ầm vang, kim sắc nắm tay cùng màu đỏ tươi quyền ấn hung hăng va chạm ở cùng nhau, tức khắc chi gian, kia kim sắc nắm tay răng rắc một tiếng, hiện ra vết dạn bị đương trường đánh nứt. Thật cho rằng ta không địch lại ngươi sao? Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, ngữ khí trầm thấp mà lạnh băng, sát ý vô cùng, đáng sợ lực lượng phát ra. Huyết sắc lực lượng cuộn sóng quay cuồng, Lý Phong tức khắc sắc mặt đột biến, vội vàng hồi phòng, lực lượng cường đại quay cuồng, đem hắn sốc bay đi ra ngoài. Yến Trường Phong năm ngón tay tề trương, đối với Lý Phong cách không chảo nhiếp. Phần Phật, cửu khúc huyết hà tự vận mệnh chú định mãnh liệt mà ra, giống như linh xà giống nhau, vòng quanh Yến Trường Phong cánh tay, nháy mắt sông ra ngoài, hóa thành huyết sắc cuồng long, cuốn hướng Lý Phong. Huyết lãng ngập trời, giữa ô trọc chi khí, ở Yến Trường Phong mà nay thành tiên lúc sau, bày ra ra càng thêm đáng sợ uy lực, thế nhưng có thể ô chọc tiên đạo, người xấu tiên đạo căn cơ. Đặc biệt là, ở kia cửu khúc huyết hà bên trong, còn có một đạo luân hồi chi thủy kích động, đồng dạng có cường đại áp chế lực, liên quan tu la dị tưởng, vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu làm lý phong thực lực lọt vào số trọng áp chế suy yếu hắn kia đỉnh hơi thở, sinh sôi bị đè ép đi xuống. Nhưng này, đều không phải là làm Lý Phong nhất kinh tủng địa phương. Để cho hắn cảm thấy chấn động cùng sợ hãi chính là. Ở kia cửu khúc huyết hà bên trong, thế nhưng còn có này một cổ lực lượng. Một cổ cực kỳ đặc biệt, nồng đậm đến làm người khó có thể tưởng tượng tử vong chi lực. Gần một tia, liền làm hắn cả người hãn mau đứng chổng ngược lên. Này ti hơi thở, làm hắn cảm thấy quen thuộc, nguyên nhân chính là vì quen thuộc, mới làm hắn kinh tùng, sợ hãi. Ngươi, ngươi thế nhưng lây dính người kia nhân quả. Lý Phong đồng tử sậu súc, thân hình lập lè, tránh né cửu khúc huyết hà quấn quanh, đồng thời thi triển tiên pháp, hoành đánh cửu khúc huyết hà. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi chợt lóe, vẫn chưa minh bạch Lý Phong sở chỉ, còn tưởng rằng đối phương nói chính là kia tích cổ huyết. Chết, Yến Trường Phong chỉ có một tự làm đáp lại, hắn hai mắt màu đỏ tươi, lạnh lẽo, vô tình, mang theo mãnh liệt sát khí. Mười trùng tu la dị tượng dưới, thực lực của hắn tăng lên mấy lần không ngừng, hơn nữa mười trùng tu la dị tượng cùng với cửu khúc huyết hà luân hồi chi thuế áp chế, bên này giảm bên kia tăng, đối phương cho hắn áp lực, khoảnh khắc chi gian đáng nhiên vô tồn. Cửu khúc huyết hà hóa thành huyết long, điên cuồng quấn quanh Lý Phong. Suy lạp, một ngụm pháp kiếm vọt ra, chém về phía quấn quanh đi lên cửu khúc huyết hà, này đạo kiếm khí cũng không sắc nhọn, nhưng lại vô cùng dày nặng. Cửu khúc huyết hà nứt toạc, huyết lãng ngập trời, vô tận máu loãng bắn bắn mà ra. Lý Phong tức khắc sắc mặt biến đổi, này cửu khúc huyết hà chung máu loãng, có được đáng sợ ô chọc chi lực, làm hắn kiêng kỵ. Hắn thân hình lập lòe, triển khai cực nhanh, muốn dịch chuyển đi ra ngoài. Nhưng mà một con đáng sợ đại thủ, che trời, chợt áp rơi xuống. Lực lượng cường đại quay cuồng, chút xuống, đại thủ đem Lý Phong bao phủ đi vào, tiến hành trận áp. Đồng thời, vô tận kiếm quang bính bắn, sắc nhọn chi khí thêm vào, vạn kiếm bôn triều nhằm phía đại thủ bao phủ hạ Lý Phong. Bốn phương tám hướng, vô cùng sắc nhọn kiếm quang công phạt, mang theo bất diệt kiếm đạo ý chí, trên đỉnh đầu, còn lại là 10 trùng tu La dị tượng trạng thái hạ Yến Trường Phong sở đánh ra cấm pháp, Phật Ma diệt thế. Ầm ầm ầm, nháy mắt, toàn bộ dị độ không gian đều băng diệt, toàn bộ thế giới bị hắc ám thôn phệ. Sao có thể? Lý Phong hãi hùng khiếp vía, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Yến Trường Phong rõ ràng vừa mới mới vừa tấn chức tiên phẩm mà thôi như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực, có như vậy cường đại thủ đoạn. Thực lực của hắn, so với dĩ vãng bất luận cái gì một đời, đều phải đáng sợ. Trăm ngàn thế luân hồi, một đời so một đời cường, này một đời. Hắn mới chỉ là vừa mới bước vào tiên phẩm, thế nhưng cường đến nước này. Kia nói khí, thật sự không có cách nào ma diệt sao. Lý Phong ánh mắt lập lè, trong lòng có chút bất an. Hắn vẫn chưa nghĩ đào tẩu, đối mặt Yến Trường Phong giờ phút này bày ra ra tới đáng sợ thực lực, hắn tuy rằng trong lòng sợ hãi, chấn động, bất an, nhưng lại không có đào tẩu ý tứ. Tựa hồ cũng không để ý tử vong, làm hắn để ý, chỉ là Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện, so với dĩ vãng bất luận cái gì một đời, đều phải kinh người. Thế gian sẽ không tồn tại chân chính bất hủ bất diệt, kia nói khí, nhất định sẽ có ma diệt biện pháp. Lý Phong ánh mắt lập lè, nhìn về phía kia bốn phương tám hướng thổi quét mà đến đáng sợ kiếm quang, còn có đỉnh đầu kia khủng bố trưởng ấn, lực lượng cường đại, làm hắn như nhập vũng bùn bên trong, càng là làm hắn hãi hùng khiếp vía. chương 2070, Thiên Cơ Lão Nhân ầm vang, vô cùng kiếm quang trào dâng, cuốn hướng Lý Phong, phía trên Phật Ma Đại Thủ Ấn chân áp mà xuống, hủy thiên diệt địa, nghiền diệt hết thảy. Ta ở tiên giới chờ ngươi, Lý Phong không có phản kháng, hắn ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, ánh mắt sáng quắc. Vô cùng kiếm quang đem hắn bao phủ thôn vệ, Phật Ma Đại Thủ Ấn chân áp xuống dưới, đem hắn đường trường đánh tan. Nghe được hắn nói, Yến Trường Phong ánh mắt vừa động, trong mắt hiện lên một đạo lãnh lệ. Hóa thân, nhìn Lý Phong tiêu tán, hóa thành một mảnh quang vũ, Yến Trường Phong thở sâu, thi triển nhiếp hồn thuật, hiểu biết tới rồi đối phương thân phận. Cái này từ hồng mông tiên giới buông xuống mà đến tồn tại, thế nhưng chỉ là một cái hóa thân. Một cái hóa thân, liền có như vậy thực lực, bước đến hắn vận dụng 10 trùng tu la dị tượng, đối phương bản tôn, đến có bao nhiêu cường. Là cái dạng gì tu vi, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, lực lượng cường đại dư ba phát tiết, hắn duỗi tay nhấn một cái, lực lượng cường đại dao động nháy mắt an tĩnh. Dị độ không gian hoàn toàn tan biến, Yến Trường Phong thân hình sớm đã từ giữa hiện ra. Chín đại tiểu vũ trụ chung, cũng có không ít cường giả nhìn thấy Yến Trường Phong chấn sát Lý Phong một màn. Bọn họ cũng không biết cái kia cường đại tồn tại, thế nhưng gần chỉ là một cái hóa thân. Chỉ là nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, mang theo vô tận sùng kính, thổn thức cùng cảm thán. Hồng mông tiên giới buông xuống tiên, thế nhưng cũng chân áp không được hắn hắn ánh mắt chấp động trong lòng hồi tưởng khởi lúc trước yến nam thiên trước khi rời đi lời nói hồng mông tiên giới có một ít người cũng không hy vọng hắn trưởng thành chuyến này đi trước hồng mông tiên giới có lẽ sẽ không thuận lợi yến trường phong ánh mắt chuyển động hắn cảm thấy lý phong không phải là duy nhất một cái muốn chấn giết hắn người đến đây đi khiến cho ta nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu người kìm nén không được muốn tới giết ta yến trường phong ánh mắt chuyển động Hắn không có lại vội vã đi trước hồng mông tiên giới, liền tại hạ giới chờ, ôm cây đợi thỏ. Mà nay không hiểu biết hồng mông tiên giới cụ thể thế cục, vì tiện thượng giới có lẽ ngược lại nguy hiểm. Hiện giờ vừa lúc nhìn xem, có bao nhiêu người hạ giới muốn giết hắn, đến lúc đó vào hồng mông tiên giới, cũng có thể đại khái biết có người nào đối hắn có mang địch ý. Hồng mông tiên giới, tiên tộc Yến Gia, Trường Phong đã vào tiên phẩm, bất quá, hắn lúc này đây, tựa hồ cũng không có như hồng mông chi môn, mà là khác loại thành tiên tiên tộc yến gia yến gia lão tổ yến vân loạn mục trán ánh sao bằng vào cùng yến trường phong huyết mạch liên hệ cùng với hắn kia sâu không lường được tu vi hiểu rõ một chút sự tình trường phong đã sớm đã ngừng tụ ra hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc mà nay tấn chức tiên đạo cũng tại dự kiến bên trong bất quá hắn tấn chức đến tiên phẩm có chút người chỉ sợ muốn kìm nén không được chúng ta tưởng đi xuống tiếp ứng hắn yến nam thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang nếu thực sự có người ra tay lúc này đây ta nhất định truy này căn nguyên đem này thần hồn mai một không cần phải đi yến vân loạn lại là hơi hơi mỉm cười vẫy vẫy tay lúc này đây lần này hắn sở chứng chi tiên đạo không tầm thường tiên đạo khí vận hưng thịnh hơi thở nồng hậu so với dĩ vãng bất luận cái gì một đời đều phải cường đại liền tính những người đó muốn đối phó hắn nhưng ở hồng mông tiên giới hoàn toàn xuất thế phía trước bọn họ chân thân cũng căn bản vô pháp buông xuống nhiều nhất cũng chỉ là đầu nhập một đạo hơi thở một đạo hóa thân đi xuống thôi hơn nữa tu vi còn sẽ đã chịu áp chế. Lấy Yến Trường Phong mà nay tiến vào đến tiên phẩm sau thực lực, bọn họ khó có thể chân chính uy hiếp đến hắn. Tiên tộc Lý Gia, một người tuổi trẻ người ánh mắt lập lè, người này đúng là Lý Phong chân thân. Giờ phút này, hắn trên người địch đáng ra từng luồng cường đại hơi thở dao động, ánh mắt lạnh lẽo, biểu tình âm lãnh đáng sợ. Như thế nào, một cái trung niên nam nhân nhìn về phía Lý Phong, không giận mà uy, bình đạm dò hỏi trong tiếng, lại mang theo vô biên uy áp. Thất bại, Lý Phong hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Suy lạp, một bó hừng hực ánh mắt, nháy mắt từ kia trung niên nam nhân con người giữa bính bắn mà ra, hắn rộng mở nhìn về phía Lý Phong, sắc mặt hơi trầm xuống như thế nào thất bại. Tuy rằng hiện giờ hồng mông tiên giới phong bế, đầu nhập hạ giới hóa thân, lực lượng sẽ đã chịu áp chế, bất quá mặc dù đã chịu áp chế, cũng ít nhất giữ lại có chân tiên cảnh giới tu vi. Trung niên nam nhân trầm giọng nói, người này đúng là lý gia gia chủ. Hắn, đã thành tiên, Lý Phong sâu kín nói, ánh mắt lập lè. Lý gia gia chủ nhíu nhíu mày điểm này, không phải sớm đã phỏng đoán tới rồi sao? Mặc dù hắn thành tiên, cũng bất quá mới vừa vào tiên phẩm, lấy người thủ đoạn, cùng cảnh giới hạ, chẳng lẽ còn áp chế không được hắn? Huống hồ, người đầu nhập hạ giới hóa thân, hẳn là xa xa không ngừng chân tiên sơ kỳ tu vi đi. Lý gia gia chủ hừ lạnh nói, ngữ khí bên trong mang theo vài phần bất mãn. Hắn thành tựu, đều không phải là hồng mông tiên. Lý Phong ánh mắt lập lè, chậm rãi nói hắn tinh khí thần vô cùng cường đại mới vừa vào tiên phẩm liền phảng phất đánh vỡ chân tiên cực hạn giống nhau tiên đạo hơi thở càng là cường thịnh vô cùng ta thả xuống đi xuống hóa thân ít nhất bảo lưu lại chân tiên hậu kỳ tu vi nhưng lại không thể ngăn chặn hắn hắn tựa hồ là khắc tích tiên đạo đi lên một cái thoát ly truyền thống lộ ngươi nói cái gì đều không phải là hồng mông tiên nghe được lý phong nói lý gia gia chủ tức khắc ánh mắt một thịnh trong mắt hiện lên một mặt không thể tưởng tượng đều không phải là hồng mông tiên, thế nhưng sẽ có như vậy cường thực lực. Theo ta được biết, đã từng cũng từng xuất hiện quá một ít người, khác loại thành tiên, nhưng bọn hắn thực lực, đều thực suy nhược, liền thấp kém nhất tiên đều không bằng, thậm chí từ nay về sau tiên lộ thậm chí hỏng mất. Hắn cũng dám khác loại thành tiên, hơn nữa người nói hắn tiên đạo hơi thở, thế nhưng sau người đầu bắn đi xuống hóa thân đều vô lễ sắc. Thậm chí còn diệt sát người hóa thân, sao có thể? Lý ra gia, gia chủ cảm giác kinh dị sự thật đích xác như thế, trăm ngàn thế luân hồi, hắn tựa hồ càng thêm cứng cỏi. Lý Phong ánh mắt lập loè, mở miệng nói, hư, tiên tộc Yến ra đánh hảo bàn tính, thế nhưng muốn bồi dưỡng kia một đạo khí, Mỹ kỳ danh rằng là phải đối kháng tương lai khả năng xuất hiện đại kiếp nạn, ta xem bọn họ rõ ràng là lòng muông giả thú, muốn mượn dùng kia nói khí, tương lai xưng bá chúng ta hồng mông tiên giới mới là. Quyết không thể làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được, Yến ra người kia, cần thiết diệt trừ. Lý gia gia chủ trong mắt nổi lên hàn mang, muốn diệt trừ người kia không khó, khó chính là, muốn hủy diệt kia một đạo khí, nếu không sự tình vĩnh không ngừng nghỉ. Hồng mông tiên giới, thiên cơ các, người kia hơi thở, có điều biến hóa, thiên cơ vận chuyển, người kia. Tựa hồ sắp nhập hồng mông, một cái lão giả sâu kín địa đạo, ngón tay vê động, tựa hồ ở suy tính cái gì. Hảo cường liệt tiên đạo khí thế, thế nhưng đã thành tiên sao. Theo sau, hắn tiếp tục suy tính, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, con người giữa bính bắn ra một đạo ánh sao. Các chủ, đường chung không ít trưởng lão sôi nổi động dung, ở bọn họ trong ấn tượng, bọn họ các chủ rất ít sẽ xuất hiện như vậy biểu tình. Thiên đạo quý đạo biến hóa, đại kiếp nạn buông xuống, người này mà nay đem nhập hồng mông, đại kiếp nạn là bởi vì hắn dựng lên, vẫn là hắn ứng kiếp mà sinh. Thiên cơ lão nhân ánh mắt minh diệt không chừng, đôi tay lại lần nữa không ngừng véo động lên, nhưng lại phát hiện thế nhưng vô pháp suy đoán ra càng nhiều tin tức. Chương 2071 Kiếp mầm tai Họa Nguyên. Đệ 2072 chương Kiếp mầm tai hỏa Nguyên. Phốc, đến cuối cùng, Thiên Cơ lão nhân thậm chí gặp phản phệ, há mồm khụ ra mồm to máu tươi. Các chủ, phía dưới mọi người tức khắc sôi nổi giật mình, Thiên Cơ lão nhân tu vi cao thâm, có thể nói là sâu không lường được, lấy hắn tu vi, suy tính thiên cơ, rất khó gặp phản phệ. Không nghĩ tới giờ phút này, thế nhưng gặp tới rồi phản phệ. Nhưng Thiên Cơ lão nhân vẫn chưa dừng tay hắn ở tiếp tục suy tính, cuối cùng, hắn đồng tử chợt co rụt lại. Ở hắn đồng tử bên trong, ảnh ngược ra một cái hình ảnh. Thiên địa băng diệt, nhật nguyệt trầm luân, hồng mông tiên giới diệt phong, một cái huyết hồng thân ảnh, cả người nhiễm lóa mắt tiên huyết, chấp kiếm mà đứng. Bốn phương tám hướng, vòng trời băng loạn, tiền đạo tiêu điều, gần như hoàn toàn diệt phong, huyết nhiễm hàng tỷ vạn giảm, trên đời toàn tịch. Liền ở ngay lúc này, cái kia huyết hồng thân ảnh, phảng phất như có cảm giác, rộng mở ghé mắt xem ra, kia yêu tả ánh mắt làm nhân tâm kinh run sợ mang theo vô hình uy áp thiên cơ lão nhân lập tức lại lần nữa kêu lên một tiếng sắc mặt đỏ lên theo sau bỗng nhiên lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra hắn trong mắt hình ảnh cũng nháy mắt tiêu tán là là hắn kiếp hòa căn nguyên thiên cơ lão nhân hơi thở vẫn loạn lần này phỏng đoán thế nhưng tiêu hao hắn đại lượng sinh cơ kia hoa dâm đầu tóc thế nhưng nháy mắt tuyết trắng hắn hơi thở suy yếu thân thể một oai ghé vào trên tay vịn Nguyên khí tổn hao nhiều. Mau đi ngăn cản yến ra người kia thượng giới, giết hắn, hắn là tương lai đại kiếp nạn chi căn nguyên. Thiên đạo đem nhân hắn mà hủy diệt, trật tự nhân hắn mà hỏng mất, thiên hạ đem nhân hắn mà. Hủy diệt, chúng sinh, toàn tịch, thiên cơ lão nhân tóc tuyết trắng, thân thể trở nên càng thêm già nua. Hắn duỗi tay một chút, đem trước đây chỗ đã thấy hình ảnh hiện ra mà ra. Đem nó, chiêu cáo thiên hạ, người này là diệt thế hạo kiếp họa nguyên tiên tộc Yến ra cùng đường ra, vọng tưởng nguyện dùng người này khống chế thiên hạ, chính là bảo hổ lột ra, đem hình ảnh. Hiện ra cho bọn hắn, làm cho bọn họ nhìn xem, bọn họ đến tột cùng bồi dưỡng ra như thế nào một cái tai họa. Cần thiết chém chết kiếp mầm tai họa nguyên, thiên hạ mới có thể bình yên, Yến ra cùng đường ra nếu muốn đi ngược chiều, hồng mông tiên giới không chấp nhận được bọn họ. Thiên cơ lão nhân có chút suy yếu nói, đầu ngón tay kích bắn mà ra hình ảnh, hiện ra ở trên hư không chung, thiên cơ các chung, vô số trưởng lão thấy thế, đều bị sắc mặt đại biến. Kiếp hòa, quả nhiên nhân hắn mà sinh, lúc trước Yến ra đánh cắp kia một sợi khí, vì thiên hạ trôn xuống tai nạn căn nguyên. Mau đi chiêu cáo thiên hạ, thiên cơ các trung, chúng trưởng lão nhìn đến kia hình ảnh chung cảnh tượng đều bị hãi hùng khiếp phía. Ở kia hình ảnh chung, trên đời toàn tịch, chỉ có người kia, cả người tắm máu, cầm kiếm mà đứng. Mà thiên cơ lão nhân cũng không biết, hắn chỗ đã thấy, đều không phải là hoàn chỉnh hình ảnh ở kia hình ảnh ở ngoài, lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh hơi thở hạo đáng, đang ở không ngừng thôn vệ thế gian căn nguyên, lấy đại pháp lực, đại thần thông, đối hắn tiến hành chân áp. Mà ở kia huyết hồng thân ảnh trong lòng ngực, có một viên trong suốt hình cầu, bị hắn sở bảo hộ. Ở kia trong suốt lưu ly li giống nhau côi mỹ hình cầu bên trong, có hàng tỷ vạn đếm không hết sao trời, càng có rách nát vũ trụ, giữa tuy rằng trăm họ lầm than, nhưng lại bảo lưu lại sinh mệnh mùi lửa. Huyết Hồng thân ảnh cúi đầu nhìn thoáng qua kia Côi Mỹ phá thành mảnh nhỏ hình cầu, đem chi thu vào trong cơ thể, theo sau rút kiếm, phát ra tuyệt thế khí thế, phản công kia hai đại vĩ ngạn thân ảnh. Thiên cơ các, chính là Hồng Mông tiên giới bên trong, cực có quyền lên tiếng một cái thế lực. Thực lực của bọn họ có lẽ cũng không rất mạnh, nhưng bọn hắn lại nắm giữ có cao minh nhất suy đoán chi thuật. Mặc dù là tiên đế cảnh giới cường giả, ở suy đoán một đạo thượng cũng không nhất định có thể so thượng bọn họ đặc biệt là thiên cơ lão nhân càng là hồng mông tiên giới nhà tiên tri giống nhau tồn tại đương hắn sở suy đoán ra tới hình ảnh bị thiên cơ các thông báo thiên hạ lúc sau tức khắc chi gian toàn bộ hồng mông tiên giới chấn động vô số tiên tộc môn phái tán tiên nhưng phàm là hồng mông tiên giới sinh linh đều bị chấn động sợ hãi bất an toàn bộ hồng mông tiên giới đều hoàn toàn sôi trào nhấc lên sóng to gió lớn như thế nào sẽ tai kiếp thế nhưng thật muốn buông xuống sao kia tai kiếp ngọn nguồn chính là yến ra bồi dưỡng người kia giết hắn cần thiết muốn chém đoạn tai nạn căn nguyên yến ra bồi dưỡng ra một cái nhiễu loạn thiên hạ trật tự tai nạn chi nguyên ta đã sớm biết yến ra lòng muông giả thú đánh cắp kia luồng hơi thở tăng thêm bồi dưỡng nói là muốn ứng đối tương lai tai kiếp trên thực tế bất quá là muốn mượn dùng kia luồng hơi thở khống chế hồng mông tiên giới mới đúng mà nay bọn họ bồi dưỡng ra như vậy một cái tai hỏa căn nguyên xem bọn họ còn có cái gì nói Bọn họ bồi dưỡng tai họa căn nguyên, đương từ bọn họ đi giải quyết. Làm cho bọn họ lập tức chém chết người này, át đoạn tai nạn căn nguyên. Toàn bộ hồng mông tiên giới, đều sôi trào lên. Không có người đi hoài nghi thiên cơ lão nhân sở suy đoán ra tới hình ảnh, chính mắt nhìn thấy tương lai chi cảnh tượng, còn có cái gì nhưng hoài nghi. Ở hình ảnh công chư với chúng lúc sau, hồng mông tiên giới trung tức khắc nhắc lên vô số lên án công khai thanh âm. Nguyên bản liền phản đối yến ra hành động thế lực, sôi nổi nhân cơ hội chèn ép Yến ra cùng đường ra. Thậm chí trực tiếp phái ra vô số cường giả, đầu bắn hóa thân hạ giới, đi trước chấn sát Yến Trường Phong. Nguyên bản đối với Yến ra bồi dưỡng kia một đạo khí, bảo trì trung lập thế lực, hiện giờ cũng lập tức đứng thành hàng, bắt đầu phản đối Yến ra, tuyên bố muốn cho Yến ra tự mình giải quyết này tai họa chi nguyên. Ở bọn họ xem ra, kia hình ảnh chung đã phát sinh hết thảy, đều là bởi vì Yến ra bồi dưỡng kia nói khí dựng lên. Đến nỗi những cái đó nguyên bản duy trì yến ra cùng đường ra, bồi dưỡng kia luồng hơi thở thế lực, giờ phút này cũng đều dao động. Bởi vì kia hình ảnh, quá chân thật, thiên cơ lão nhân trực tiếp đem chính mình nhìn đến hình ảnh lấy thần thông dấu vết tái hiện, không có bất luận cái gì cải biến, vốn chính là hắn nhìn đến chân thật hình ảnh. Này đó tiên đạo cường giả, tu vi cao thâm, mánh khóe thông thiên, tự nhiên là có thể phân rõ trong đó thật giả. Hơn nữa vốn là có không ít người phản đối yến ra cử động, châm ngòi thổi gió, sự tình nháy mắt lên men. Tiên tộc Yến ra cùng tiên tộc Đường ra đương nhiên cũng đều ở trước tiên thấy được thiên cơ lão nhân sở suy đoán hình ảnh. Đừng nói là ngoại giới những người khác, liền tính là bọn họ, đang xem đến thiên cơ lão nhân suy tính ra tới cái này hình ảnh, đều không khỏi trong lòng kinh tùng. Sao có thể, không có khả năng, trường phong sao có thể là tai họa căn nguyên, hắn sao có thể làm ra hủy diệt toàn bộ thiên hạ sự tình. Này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, Yến Nam Thiên lập tức phủ định, ngữ khí kiên quyết, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia hình ảnh thiên cơ cái kia lão đông tây, cũng dám tính kế con ta, ta đi san bằng hắn thiên cơ các. Yến Nam Thiên trong mắt hàn mang hừng hực, sát ý nghiêm nghị. Từng luồng cường đại tu vi chi lực giống như giận chiều trào dâng. Hắn tu vi, thình lình đã đạt tới tiên tôn đỉnh cảnh giới. Hồng mông tiên giới tiên đạo cảnh giới, chia làm chân tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, đến tiên, tiên tôn, tiên vương, tiên đế, tiên tôn cảnh giới, ở hiện giờ hồng mông tiên giới, tuyệt đối là ngón tay cái giống nhau tồn tại. chương 2072, hồng mông tiên giới chi biến. Bởi vì năm đó tiên cổ kỳ nguyên hắc ám động loạn, tiên đế cảnh giới cường giả ngã xuống rất nhiều, mà nay tiên đế cường giả số lượng tiêu điều, hơn nữa đã lâu bất xuất thế, không biết là tiên cổ kỳ nguyên là lúc nguyên khí tổn thương quá mức lợi hại, cũng hoặc là đang bế quan tìm kiếm siêu thoát phương pháp, cơ hồ sẽ không hiện thế. Cho nên ở hiện giờ hồng mông tiên giới, Tiên vương cường giả, liền đã xem như đỉnh. Nhưng liền tính là tiên vương, số lượng cũng đồng dạng không nhiều lắm. Một cái tiên tộc, có thể có một cái tiên vương tỏa trấn, kia cái này tiên tộc liền đã tính thượng là tiên tộc giữa đứng đầu đại tộc. Mã Yến Nam Thiên, tiên tôn đỉnh, cơ hồ bước vào nửa bước tiên vương cảnh giới, hắn tu vi, thực lực của hắn ở Hồng Mông tiên giới chung, tuyệt đối có thể xem như đứng đầu tồn tại. Nam Thiên, đừng xúc động, tiên tộc Yến gia lão tổ Yến Vân loạn khẽ quát một tiếng. Phổ thân chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng Trường Phong sẽ làm ra như vậy sự tình tới sao? Yến Vân Loạn nghe vậy lại là ánh mắt lập lòe, thiên cơ lão nhân suy tính ra tới hình ảnh, thật sự quá chân thật, đều không phải là làm bộ, mà là hắn xác xác thật thật suy tính ra tương lai kia một màn. liền tính là hắn, trong lòng cái có chút chấn động. Kia một màn, nếu là thật sự, kia chính mình đám người, chẳng phải là thật sự vì thiên hạ trôn xuống một cái mối họa. Tương lai hạo kiếp, chẳng lẽ thật sự cùng Yến Trường Phong có quan hệ? Yến Huynh, tình huống không ổn, liền ở ngay lúc này, đường vân thiên vội vàng đi vào tiên tộc Yến Gia, biểu tình biến hóa không chừng. Thực hiển nhiên, đường ra đồng dạng thu được tin tức, cũng đồng dạng thấy được thiên cơ lão nhân sở suy tính ra tới hình ảnh. Tương lai không thể đo lường, thiên cơ lão nhân suy tính làm lỗi, cũng không phải không có khả năng. Yến Nam Thiên trầm giọng nói, Yến Huynh, loại chuyện này, không phải ngươi nói một chút người khác liền tin tưởng. Thiên cơ lão nhân suy tính chi đạo, toàn bộ hồng mông tiên giới đều không có vài người có thể cùng hắn sánh vai, mà nay hắn truyền lại ra cái này hình ảnh, đối với người ta hai nhà uy hiếp, thật sự quá lớn. Toàn bộ hồng mông tiên giới đều đem vì người ta hai nhà tạo áp lực, mọi người cơ hồ đều tin thiên cơ lão nhân sở suy tính hình ảnh, cho rằng trường phong chính là tương lai hạo kiếp hỏa nguyên, thậm chí một ít gia tộc yêu cầu chúng ta tự hành thanh lý môn hộ. Mà như lý gia, vương gia, trường sinh môn chờ nguyên bản liền phản đối người ta hai nhà gia tộc cùng môn phái, hiện giờ đều chính đại quang minh đầu bắn hóa thân hạ giới. Đường Vân Thiên biểu tình ngưng trọng nói, chúng ta hiện tại đối mặt là toàn bộ hồng mông tiên giới áp lực. Đường Vân Thiên thở sâu, Yến Nam Thiên sắc mặt biến hóa không chừng, đồng dạng cảm thấy vô hạn áp lực. Nguyên bản Yến Trường Phong sắp sửa thượng giới, hắn trong lòng có thể nói vui sướng không thôi, không nghĩ tới thế nhưng đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Thiên cơ cái kia lão đông tây, không biết sao xui xẻo, hạt suy tính cái gì. Yến Nam Thiên trong lòng tức giận, Liền ở ngay lúc này, trong đại sảnh mọi người sắc mặt biến hóa, ánh mắt sôi nổi xuyên thủng hư không, nhìn về phía nơi xa. Ở đây mấy người đều tu vi cao thâm, cảm giác nhạy bén vô cùng. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, có một đạo nói cường đại hơi thở, nhanh chóng bước gần. Gia chủ, không hảo, rất nhiều các tộc cường giả buông xuống, áp bách tộc của ta. Hồng mông tiên giới đã xảy ra đại động đáng, thiên cơ lão nhân sở suy tính tương lai một góc, đem nguyên bản tương đối còn tính bình tĩnh hồng mông tiên giới, hoàn toàn rảo loạn một hồi thật lớn gió lốc như vậy bùng nổ một ngày này hồng mông tiên tộc yến ra cùng tiên tộc đường ra cơ hồ gặp phải toàn bộ hồng mông tiên giới áp bách toàn bộ hồng mông tiên giới khó có thể bình tĩnh phong ba không ngừng lại có tối sầm bào thiếu niên cùng hồng mông tiên giới trung yên lặng độc hành nhìn đến kia cái gọi là tương lai một góc hình ảnh chung cảnh tượng áo đen thiếu niên hơi hơi giật mình nhiên nguyên lai like là hắn áo đen thiếu niên thấp giọng lẩm bẩm quả nhiên như thế sao phàm là cùng ta lây dính thượng nhân quả, chẳng sợ bị ta chặt đứt ký ức, như cũ sẽ có đại kiếp nạn quấn thân. Áo đen thiếu niên buồn bã, cúi đầu nhìn xem bao phủ ở to rộng màu đen tay áo chung tay, mặt trên từng sợi tử vong chi lực nếu ảnh nếu hiện, theo sau đột nhiên từ giữa mãnh liệt ra tới, cuồn cuộn vô biên, mênh mông đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, kia nùng liệt tử vong chi lực, bao phủ nửa ngày thiên. Bốn phía nồng đậm tiên giới nguyên khí, nháy mắt bị tử vong chi lực thôn phệ, hóa thành từng sợi đen nhánh tử vong chi lực, tinh thần mà nồng đậm áo đen thiếu niên đồng tử bỗng nhiên rung động lên không lại biến cường vì cái gì lại biến cường ta không cần loại này lực lượng a a à, áo đen thiếu niên ngửa mặt lên trời giống giận cả người tử vong chi lực lại là càng thêm mãnh liệt theo hắn cảm xúc dao động càng thêm kịch liệt kia tử vong chi lực cũng càng thêm cuồng bạo phảng phất từng luồng màu đen lãng chiều cuốn hướng bốn phương tám hướng phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ hồng mông tiên giới mau xem đó là cái gì hào cường tử vong chi lực, phụ cận có một ít thiên đạo cường giả, nhìn đến kia che trời lấp đất màu đen lãng chiều, tức khắc sắc mặt đại biến. Đặc biệt là cảm nhận được kia màu đen lãng chiều trung sở phát ra mãnh liệt tử vong chi khí, mọi người tức khắc nhịn không được cả người run rẩy linh hồn đều chấn động lên. Áp lực, sợ hãi, nháy mắt ăn mòn ở đây mọi người, trốn, chạy mau, phụ cận tiên phẩm cường giả sôi nổi hoảng sợ, lập tức giá hồng chạy trốn. Nhưng mà kia áo đen thiếu niên cảm xúc kích động, kia vô tận tử vong chi lực sở phát động màu đen cuồng chiều quá mức cuồng mãnh thổi quét tốc độ thật sự quá nhanh những cái đó tiên phẩm cường giả nháy mắt đã bị đuổi theo ở vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi chung bị kia đen nhánh tử vong chi lực cuốn vào trong đó thôn phệ cơ hồ chỉ là nháy mắt này đó tiên đạo cường giả liền hóa thành từng khối bạch cốt từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới này cổ tử vong chi lực so với lúc trước yến trường phong sơ mộ áo đen thiếu niên là lúc không biết mãnh liệt nhiều ít lần lúc trước Áo đen thiếu niên gần chỉ là giật tràn ra tới một tia mà thôi, liền trong nháy mắt tước đoạt yến trường phong 50 vạn tái thọ nguyên. Mà giờ phút này, áo đen thiếu niên trên người tử vong chi lực, lại là đại bùng nổ. Sở bộc phát ra tới lực lượng, ở trong nháy mắt, liền làm tiên đạo cảnh giới cường giả, hóa thành từng đống bạch cốt. Hình thần đều diệt, thật lớn màu đen cuồng chiều, còn ở điên cuồng thổi quét, phảng phất thật sự muốn bao phủ toàn bộ hồng mông tiên giới. Lấy áo đen thiếu niên vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng mãnh liệt phóng nhãn nhìn lại theo sau bốn phía nơi nơi một mảnh đen nhánh màu đen cuồng chiều nói qua chỗ không có một ngọn cỏ sở hữu sinh cơ đều bị cướp đoạt không còn sao sao có thể là là người kia đã trở lại hắn hắn không phải bị phong ấn sao trốn chạy mau a à, phụ cận một tòa cổ thành bên trong có sinh linh cảm nhận được trong không khí áp lực hơi thở dao động ngẩng đầu nhìn lại vô tận màu đen cuồng chiều ảnh ngược ở trong mắt sở hữu chú ý tới một màn này người, đều bị đồng tử co rút lại. Trong đó không thiếu một ít tiên đạo tu vi cực kỳ cao thâm hạng người lớp người già cường giả. Đang xem đến kia che trời lấp đất quay cuồng mà đến màu đen cuồng chiều là lúc, cũng nhịn không được hãi hùng khiếp phía, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Màu đen lãng chiều, nháy mắt thổi quét mà đến, chương 2073, bảy đại tiên phẩm. Màu đen lãng chiều, nháy mắt thổi quét mà đến, từng đạo tiên quang chạy như bay, hướng tới nơi xa kích bắn nhưng những cái đó tử vong chi lực phảng phất có được ý chí của mình giống nhau thế nhưng hóa thành từng con xúc tua chụp vào bọn họ a à không vô số người tuyệt vọng vào giống nhưng đương kia đen nhánh lãng chiều chụp rơi xuống mọi người tất cả hóa thành bạch cốt rào rạt rơi xuống kia từng đoạn trong suốt bạch cốt từ nơi xa nhìn lại giống như là một đám trong suốt mưa đá đương màu đen lãng chiều dũng quá cả tòa cổ thành bạch cốt khắp nơi lại không có bất luận cái gì sinh linh ngửa mặt lên trời giống giận áo đen thiếu niên đột nhiên hoàn hồn, cảm nhận được từ chính mình trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng điên cuồng dâng lên ra tới tử vong chi lực, lấy một loại muốn thôn phệ toàn bộ thiên hạ trạng thái thổi quét bát phương. Nơi xa vô số trong suốt hài cốt rơi xuống, nơi ở hết thảy sinh mệnh tất cả mất đi. Áo đen thiếu niên đồng tử rung động càng thêm lợi hại, trong ánh mắt thậm chí lộ ra hoảng sợ chi sắc. "Không, ta không phải cố ý, trở về, đều cho ta trở về a." À. Hắn gầm nhẹ hai tròng mắt tại đây một khắc cũng trở nên đen nhánh giống như hai cái chết đảm giống nhau phục hồi tinh thần lại hắn điên cuồng áp chế trong cơ thể tử vong chi lực đồng thời không ngừng thu về những cái đó mãnh liệt đi ra ngoài màu đen cuồng chiều xôn xao kia thổi quét đi ra ngoài màu đen lãng chiều thật sự quá mức nồng đậm liền lật thật sự đã ngưng tụ thành dịch thái giống nhau hóa thành màu đen hải dương lấy áo đen thiếu niên vì trung tâm hình thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy vô tận tử vong chi lực bắt đầu nhanh chóng cuốn trở về. Thật lâu sau, kia phảng phất muốn ngầm chiếm toàn bộ hồng mông tiên giới tử vong chi lực, sôi nổi hoàn toàn đi vào hắn dưới chân màu đen lốc xoáy bên trong. Kia màu đen lốc xoáy, cuối cùng cũng càng xúc càng nhỏ, hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong. Bốn phía im ắng một mảnh, ở không có bất luận cái gì thanh âm, mọi âm thanh đều tịch, nhìn một mảnh tĩnh mịch bốn phía, áo đen thiếu niên trầm mặc lên đường, thân hình tiêu điều mà cô tịch. Hồng mông tổ cá sấu còn có thể phong ấn ta sao? Hắn thấp giọng lẩm bẩm, mang theo chờ mong, mang theo sợ hãi cùng bất an. Hắn đi tới một mảnh cổ mà, nơi này là hồng mông tiên giới cấm khu chi nhất, tiên tôn cấp bậc cường giả vào nhầm nơi đây, đều hung hiểm không thôi. Dừng bước, cổ mà chung, một cái mông lung thanh âm vang lên, theo sau trong hư không một đạo ý niệm ngưng tụ, hóa thành một đạo thân ảnh, hiện lên ở áo đen thiếu niên trước người. Nhìn áo đen thiếu niên, cảm nhận được áo đen thiếu niên trong cơ thể càng thêm sâu không lường được lực lượng cái này thân ảnh đồng tử hơi hơi co rụt lại lực lượng của ngươi lại tăng trưởng kia đạo thân ảnh ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm áo đen thiếu niên biểu tình một mảnh phức tạp chính mình khát cầu lực lượng mà không thể được cực cực khổ khổ tu luyện vô tận năm tháng nhưng lại so với không được một cái cực độ chán ghét lực lượng thiếu niên đối phương nghĩ mọi cách muốn phong ấn lực lượng của chính mình kết quả lực lượng lại không có lúc nào là không ở tăng trưởng này thật lớn tương phản, làm hắn cũng không khỏi tâm tình phức tạp. Áo đen thiếu niên trầm mặc, một lát mới chậm rãi mở miệng nói, ta muốn hồng mông tổ cá sấu. Ngươi muốn tiếp tục phong ấn chính mình, lấy ngươi hiện tại lực lượng, hồng mông tổ cá sấu có lẽ đã vô pháp phong ấn trụ ngươi trong cơ thể tử vong chi lực. Kia đạo thân ảnh ánh mắt phức tạp nói, theo sau ánh mắt xoay chuyển, nói, mấy năm nay, ta tu vi lực có tinh tiến, không bằng ta lại nếm thử một phen, nhìn xem có không trợ ngươi giải thoát áo đen thiếu niên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía kia đạo thân ảnh ngươi quá yếu kia đạo thân ảnh ra mặt run lên nhưng cuối cùng lại là không nói gì hảo đi ta cho ngươi hồng mông tổ cá sấu ngươi cũng đừng vào được nếu không ta này đạo tràng liền phải hoàn toàn cô quạnh áo đen thiếu niên quả nhiên đứng yên chưa động nhưng ánh mắt lại có chút cô đơn kia đạo thân ảnh cũng không ở nói chuyện một lát sau vài đạo tiên quang bay tới giữa bao phủ mấy đầu hình thể thật lớn sinh cơ vô cùng giạt rào hồng mông tổ cá sấu này cơ hồ là cuối cùng mấy đầu, kia đạo thân ảnh mở miệng nói, áo đen thiếu niên gật đầu, duỗi tay một chảo, sở hữu hồng mông tổ cá sấu nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành lớn bằng bàn tay. Bắt lấy này tam đầu hồng mông tổ cá sấu, áo đen thiếu niên xoay người mà đi. Hạ giới, trên chín tầng trời, gió nổi mây phun, mây đen dày đặc. Một cái thật lớn lốc xoáy hiện lên, như nhau trước đây lý phong hóa thân hạ giới giống nhau. Đáng sợ khí cơ buông xuống, áp bách tứ phương. Yến Trường Phong ánh mắt chấp động, ầm vang, kia thật lớn lốc xoáy bên trong, một đạo tia chấp hưu nhiên kích bắn xuống dưới, hóa thành một đạo tiên quang, tiên quang bên trong, một cái lạnh lùng thanh niên hiện lên, ánh mắt như đuốc, thấy rõ vũ trụ càn khôn. Hừng ngược ánh mắt, hướng tới Yến Trường Phong kích bắn mà đến. Người chính là Yến ra bồi dưỡng ra tới cái kia kiếp mầm tai họa nguyên. Lạnh băng thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra, hắn cả người phiếm trói mắt kim quang, một đầu bạc sắc tóc dài bay múa, cường đại uy áp che trời lấp đất áp hướng yến trường phong ngươi là ai nào một nhà người yến trường phong hai mắt híp lại trong mắt có sát khí bắn tóe. ngươi hẳn là biết ta chuyến này hạ giới mục đích ngươi chết không cần thiết biết quá nhiều ra tay đi làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi tóc bạc thanh niên nhàn nhạt nói phía trước cũng có một người nói với người đồng dạng lời nói kết quả bị ta chém chết tựa hồ là tiên tộc người của lý gia yến trường phong nâng nâng mí mắt nói Ta đương nhiên biết người cùng tầm thường chân tiên bất đồng, không vào hồng mông, khác loại thành tiên, người rất có quyết đoán, cũng thực bất phàm. Cho nên chuyến này, người cho rằng chỉ có một mình ta hạ giới sao. Giọng nói rơi xuống, đỉnh đầu kia thật lớn lốc xoáy chung, thế nhưng lại có tiên quang lập lè. Hơn nữa là mấy đạo tiên quang đồng thời sáng lên, kích bắn mà đến. Lục đạo tiên quang, hơn nữa tóc bạc thanh niên, tổng cộng 7 người. Mỗi người hơi thở, đều cường đại vô cùng, Chút nào không thể so lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết Lý Phong tốn Sắc. Đây là cái kia kiếp họa chi nguyên sao? Một cái vừa mới thành tiểu tiên phẩm chân tiên, thế nhưng sẽ là tương lai kiếp họa chi nguyên, thật là làm người không tưởng được. Trong đó một người nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sâu kín địa đạo. Hảo cường đại tiên đạo hơi thở, khác loại thành tiên thế nhưng cũng có thể có như vậy cường đại tiên đạo hơi thở, tinh khí thần càng là no đủ, tựa hồ đánh vỡ cực hạn nhưng thật ra cái nhân vật. Đừng nói nhảm nữa vẫn là trước giải quyết hắn đem kiếp nạn đoạn tuyệt đi mấy người khí thế như hồng sôi nổi áp bách hướng yến trường phong giữa một người sát ý nhất thịnh lập tức liền phải ra tay như thế nào to như vậy hồng mông tiên giới chỉ có các ngươi bảy cái muốn giết ta sao yến trường phong chậm gì gì nói khí định nhàn thần tựa hồ không có chút nào hoảng loạn một cái tới liền đủ để ngăn chặn ngươi hiện giờ chúng ta bảy người dắt tay nhau ngươi còn ngại không đủ sao tóc bạc thanh niên cười nhạo ra tiếng Giọng nói rơi xuống, hắn con người đột nhiên một ngưng, một đạo bạc sắc trùng tia sáng nháy mắt kích bắn mà ra. Lại là đột nhiên ra tay, thi triển tiên thuật, chấn sát Yến Trường Phong. Các ngươi đều đừng ra tay, trước làm ta ước lượng ước lượng người này đến tột cùng có vài phần bản lĩnh. Xem hắn, hay không thật sự có tư cách làm chúng ta liên thủ. Ra tay đồng thời, tóc bạc thanh niên đối với mặt khác sáu người nói. Cái kia nguyên bản tính toán tốc chiến tốc thắng, lập tức chấn sát Yến Trường Phong người không khỏi nhíu nhíu mày, tựa hồ đối tóc bạc thanh niên cách làm có chút bất mãn, nhưng cuối cùng lại chưa nói thêm cái gì, không đáng vì như vậy một chút việc nhỏ cùng đối phương xung đột. chương 2074 kích đấu, đệ 2075 chương kích đấu, oanh, tóc bạc thanh niên ra tay, vừa ra tay liền thi triển ra cường đại tiên thuật, chấn sát hướng yến trường phong. Hắn biết trước đây Lý Phong buông xuống nảy giới, chấn sát Yến Trường Phong lại phản bị Yến Trường Phong chém giết một khối hóa thân sự tình. Biết Yến Trường Phong thực lực phi phàm, cho nên đối với Yến Trường Phong cũng không dám khinh thường. Hừng hực tiên quang nở rộ, tiên đạo phù văn chạy như bay, tinh oánh dịch thấu, côi mỹ bên trong ẩn chứa vô biên sát khí. Hắn đôi tay nhanh chóng đánh ra từng đạo tiên đạo bí thuật, hai tay chuyển động, đáng sợ lực lượng trào dâng, chân áp lại đây. Yến Trường Phong con người giữa nháy mắt kích bắn ra đáng sợ mũi nhọn. Phần phật, ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại từ Yến Trường Phong trong cơ thể nở rộ. Ngay sau đó, vô tận huyết sắc hơi thở phóng lên cao, tu la đạo, tu la dị tượng, cùng nở rộ. Mười trùng tu la dị tượng, kiên cố bất hủ, bao phủ vòng trời. Huyết sắc tu la chi khí kích động, cửu khúc huyết hạ uốn lượn quấn quanh. Một tôn ngưng thật tu la đỉnh thiên lập địa, huyết sắc con người nhiếp nhân tâm phách. Đây là cái gì pháp? Tóc bạc thanh niên lập tức cảm giác được hơi thở nguy hiểm, kia tôn đỉnh thiên lập địa tu la, cấp cho hắn linh hồn thượng chấn động. Mà kia cửu khúc huyết hà, giữa ẩn hiện nào đó đặc thù hơi thở, làm hắn trong lòng bất an ầm vang, cửu khúc huyết hà lao nhanh mà ra, nhằm phía kia từng đạo tiên pháp, huyết lãng cao cuốn, ăn mòn tiên lực. Kia một đám đầy trời côi đẹp đến mức cực tiên đạo phù văn, bị kia cửu khúc huyết hà trung ô chọc chi lực ăn mòn, nháy mắt trở nên vẩn đục bất kham, quang mang ảm đạm. Cửu khúc huyết hà giống như huyết sắc trường long, lấy lực lượng cường đại chấn vỡ tiên pháp, theo sau thân hình hướng tới tóc bạc thanh niên nhanh chóng quấn quanh đi lên. Hảo ô chọc lực lượng, không hổ là tương lai kiếp mầm tai họa nguyên. Bốn phía mặt khác sáu tiên thấy thế đều ánh mắt một ngưng, kia cửu khúc huyết hà trung ô trọc chi lực, làm người kiêng kỵ. Đó là, liền ở ngay lúc này, một đạo luân hồi chi thủy từ cửu khúc huyết hà trung cao cuốn dựng lên. Luân hồi chi thủy từ nhược thủy cùng hỗn độn chi thủy dung hợp mà thành. Chẳng những kiên cố không phá vỡ nổi, hơn nữa đối linh hồn có đáng sợ ăn mòn chi lực, ngoài ra đối tu vi cũng có phi thường rõ ràng áp chế hiệu quả. Luân hồi chi thủy, ở đây chúng tiên nháy mắt sắc mặt biến hóa cơ hồ lập tức liền nhận ra này nói luân hồi chi thủy ngươi thế nhưng cùng luân hồi tiên tôn kết hạ nhân quả tóc bạc thanh niên kinh tùng luân hồi tiên tôn năm xưa ở hồng mông tiên giới cũng là uy danh hiển hách tồn tại liền tính là tóc bạc thanh niên bản tôn nhìn thấy hắn đều phải kiêng kỵ ba phần bất quá luân hồi tiên tôn sớm đã ngã xuống ở vô tận năm tháng trước ngã xuống ở năm xưa một hồi thật lớn biến cố bên trong hắn thở sâu lập tức bình phục tâm tình thân hình hoạt động đồng thời thi triển vô thượng tiên thuật oanh kích kia quấn quanh đi lên cửu khúc huyết hà. Xôn sao lạp, thật lớn huyết lãng cao cuốn, nếu kinh đào chụp ngạn, thanh thế đáng sợ. Nồng hậu ô chọc chi lực, cùng với kia luân hồi chi thủy, làm tóc bạc thanh niên kiêng kỵ không thôi. Đối thực lực của hắn, cũng tạo thành cực đại áp chế. Nhưng mà ngay sau đó, một cổ lệnh người càng thêm sợ hãi hơi thở hiện lên, làm tóc bạc thanh niên cả người nháy mắt cứng đờ, đồng tử sợ xúc. Ở kia cao cao cuốn lên huyết sắc lãng chiều bên trong, có một sợi màu đen lực lượng kích động kia màu đen lực lượng, tản ra nồng đậm tử khí. Này cổ nồng đậm tử khí, bất đồng với tầm thường tử khí, càng thêm khủng bố, phảng phất vĩnh viễn sẽ không hủ bại. Sao có thể, là người kia hơi thở, người gặp qua người kia, hơn nữa thế nhưng còn thu hắn một đạo tử vong chi lực. Người thế nhưng còn có thể tồn tại, nhìn đến kia một sợi không tầm thường tử vong chi lực sau, tóc bạc thanh niên nháy mắt kinh tùng, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sao có thể, gặp qua người kia, chẳng những không có chết, lại còn có thu hắn một sợi tử vong chi lực. Người này là có bao nhiêu đại mệnh cách, người nói, quá nhiều, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, không rõ đối phương đang nói cái gì. Hắn cũng không có về cái kia áo đen thiếu niên ký ức, kia một đoạn ký ức, lúc trước đã bị áo đen thiếu niên chặt đứt. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, càng cường đại hơn áp chế lực hiện lên, Yến Trường Phong khí thế điên cuồng bạo trướng, giơ tay chi gian, lòng bàn tay diễn biến ra nhật nguyệt sao trời, lấy vô thượng pháp lực, sáng lập ra một cái lại một cái tiểu thế giới, hội tụ với lòng bàn tay bên trong, theo sau đồng thời kiếp nổ. Đây là Yến Trường Phong mới nhất lĩnh ngộ mộ một loại đối lực lượng vận dụng. Chính là lúc trước hỗn độn nơi, hai giọt cổ huyết giao thủ thời điểm, cái kia vĩ ngạn thân ảnh sở thi triển thần thông. Bị hắn giờ phút này vẽ lại xuống dưới, tuy rằng uy lực xa xa không bằng đối phương, nhưng như cú cường đại vô cùng. ầm vang, một người tiếp một người tiểu thế giới nổ mạnh khai, đem mỗi một tia lực lượng uy năng đều phát huy tới rồi cực hạn. Ở hơn nữa vạn vật hô hấp pháp thêm vào, cùng khống chế, nổ mạnh khai lực lượng dư ba không ngừng bị ngưng tụ, lặp lại đánh sâu vào, hoàn toàn bao phủ tóc bạc thanh niên. Tóc bạc thanh niên hãi hùng khiếp vía, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc, hắn bị 10 trùng tu la dị tượng, cùng với vạn vật hô hấp pháp áp chế, ở hơn nữa cửu khúc huyết hạ áp chế, thực lực vốn là khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới, giờ phút này đối mặt yến trường phong này khủng bố oanh sát, căn bản không có phản kháng dư lực. Vô số tiểu thế giới đem hắn bao phủ, toàn bộ thế giới đều như là mất đi thanh âm. Đường nổ mạnh kết thúc, tóc bạc thanh niên đã phá thành mảnh nhỏ, theo sau ầm ầm nổ tung. Sao có thể, mặt khác sáu đại tiên nói cường giả sôi nổi khiếp sợ. Tóc bạc thanh niên này nói hóa thân, chính là ước chừng có chân tiên hậu kỳ tu vi, thế nhưng từ lúc bắt đầu, đã bị Yến Trường Phong toàn diện áp chế, ngắn ngủn thời gian đã bị Yến Trường Phong chấn sát đương trường. Trước mắt người này thực lực, như thế nào sẽ như vậy cường. Hắn rõ ràng vừa mới mới vừa tấn chức đến tiên phẩm cảnh giới, hơn nữa vẫn là khắc tích tiên đạo A. Ở bọn họ trong ấn tượng, thế gian duy hồng mông tiên chính là tiên chi nhất. Hồng mông tiên đạo, đó là trong thiên địa mạnh nhất tiên đạo. Hết thảy khắc tích tiên đạo, đều là đường ngang ngõ tắt, thường không được mặt bàn. Vô tận năm tháng tới nay, cái nào khắc tích tiên đạo giả, không phải suy nhược bất kham. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong sở bày ra lực lượng, lại hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận chi. Khác kích tiên đạo, thế nhưng cũng có thể như thế cường đại. Người này quả nhiên yêu ta, chư vị, đồng loạt ra tay giết hắn đi, người này là là kiếp họa chi căn nguyên, nhân lúc còn sớm diệt sát hắn, tiêu trừ hậu hoạn. Sáu đại tiên nói cường giả chung, cái kia trước đây liền kìm nén không được muốn ra tay người, ở tóc bạc thanh niên tự phụ một mình ra tay, kết quả bị Yến Trường Phong giơ tay chấn sát lúc sau, lập tức phục hồi tinh thần lại lập tức trực tiếp ra tay hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Mặt khác năm người cũng đều sôi nổi ra tay, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, không hề có trước đây khinh thường. Sát, một môn lại một môn tiên pháp thi triển ra, các loại tiên thuật chạy như bay, thôn tiên phệ địa. Toàn bộ hạ giới, chín đại tiểu vũ trụ, vô số sinh linh đều cảm giác được không giống bình thường hơi thở. Kia hạo đáng tiên đạo khí thế, làm vô số cường giả tâm sinh cảm ứng, vô số sinh linh kinh tủng chấn động, linh hồn run dày chương 2075, toàn diệt, đệ 2076 chương toàn diệt, âm âm âm, khu vực này hoàn toàn sôi trào, vô số tiên pháp vào tới, đem yến trường phong bao phủ thôn vệ. Cửu khúc huyết hà quay cuồng, vần quanh ở yến trường phong quanh thân. Vạn vật hô hấp pháp thôi phát tới rồi cực hạn, quấy nhiễu bọn họ trong cơ thể tiên lực. 12 đại tiên thiên trí bảo dung hợp mà thành tiên đỉnh tự ấn đường bay ra, treo cao đỉnh đầu, buông xuống từng đạo thanh huy, thế nhưng đem những cái đó tiên pháp chế thống chặn theo sau yến trường phong duỗi tay cách không một chảo trong cơ thể một đạo huyết quang kích bắn tự lòng bàn tay bay ra tu la kiếm vào tay yến trường phong khí thế nháy mắt biến hóa vô biên mũi nhọn thấu bắn mà ra thức hải chung bất diệt kiếm hồn nở rộ ra oanh oanh ánh sáng chảm yến trường phong ánh mắt như đuốc màu đỏ tươi ánh mắt giữa tràn ngập lạnh nhạt cùng sát khí trong tay tu la kiếm ngưng tụ vô biên sức mạnh to lớn rộng mở nhất kiếm bổ ra suy lạp những cái đó bị tiên đỉnh ngăn cản tiên pháp vần quanh ở quanh thân đầy trời tiên quang cùng phù văn, nháy mắt bị kiếm quang xé rách mở ra. Kia vô biên mũi nhọn, lôi cuốn bất hủ kiếm đạo ý chí, lấy yến trường phong hiện giờ tu vi thực lực, bày ra ra đáng sợ uy năng. Hắn cả người huyết quang ngập trời, giống như một tôn kiếm ma, cùng cái kia truyền thụ hắn bất diệt kiếm ý kiếm tiên hình thành hai cái cực đoan. Một cái yên lặng xuất trần, tiên khí hừng hực, một cái lại là sát khí ngập trời, lệ khí kinh thế. Yến Trường Phong bất động tắc đã, động một chút nhất định phát động phong vân đây là hắn thành tiên tới nay lần đầu tiên vận dụng tu la kiếm lần đầu tiên vận dụng kia tuyệt thế mũi nhọn cùng bất diệt kiếm khí nhất kiếm bổ ra sở hữu phân dũng lại đây áp bách lại đây tiên thuật nháy mắt bị xé rách mở ra đầy trời tiên đạo phù văn trực tiếp bị rào tán bất diệt kiếm ý lý tiêu giao truyền thừa sáu đại tiên nói cường giả kinh tùng này nhất kiếm quá mức yêu dị cùng sáng lạn lộng lẫy bắt mắt đến cực điểm giữa ẩn chứa yến trường phong lực lượng cường đại tuyệt thế chi mũi nhọn còn có kia bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí. Này nhất kiếm xé rách trời cao, vòng trời thượng kia thật lớn lốc xoáy đều bị chém chết. Khuynh thế kiếm quang, thậm chí xuyên thấu qua kia thật lớn lốc xoáy, chạm vào hồng mông tiên giới bên trong. Vừa mới mới vừa tấn trước tiên phẩm thế nhưng liền có như vậy thực lực, người này tất không thể lưu, nhất định phải giết hắn, nếu không thiên cơ lão nhân suy tính, chỉ sợ thật muốn trở thành chân thật. Sáu đại tiên nói cường giả sắc mặt đại biến, tránh đi này nhất kiếm sau, sôi nổi thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, vây sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong huyết mắt chuyển động, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc chi sắc. Tu la kiếm pháp, bạt kiếm thức, hơn nữa vạn vật hô hấp pháp. Một vòng trong trắng lộ hồng, yêu tà bên trong mang theo thánh khiết tiên khí cực độ yêu dị nhất kiếm, nháy mắt nở rộ. Giống như bình tĩnh mặt hồ, bị một viên lạc thạch, đáng khởi từng vòng gợn sóng. Kia yêu dị kiếm quang, liền giống như một đợt lại một đợt gợn sóng, vô thành vô tức lấy một loại đáng sợ tốc độ nháy mắt nở rộ, lan tràn mở ra. Nơi đi qua, mai một hết thảy, kia tuyệt thế mũi nhọn, cùng với đáng sợ lực lượng, hủy thiên diệt địa. Sáu đại tiên nói cường giả tất cả đều đồng tử co rút lại, kia kiếm quang 360 độ vô góc chết nở rộ, sáu đại tiên nói cường giả liên thủ cũng vô pháp ngăn cản, sở thi triển tiên thuật sôi nổi xé rách, cắn nát. Đầy trời tiên đạo phù văn, tại đây tuyệt thế kiếm quang dưới, mai một thành vô tận quang điểm. Ầm vang, ngay sau đó, sáu đại tiên nói cường giả thân hình sôi nổi động lại. Giống như cuộn sóng gợn sóng giống nhau kiếm quang, xuyên thấu qua bọn họ thân thể, vẫn luôn hướng tới nơi xa khuếch tán. Như thế nào, khả năng, sáu người đồng tử co chặt, theo sau hoàn toàn động lại. Giang giác, ngay sau đó, sáu người thân hình sôi nổi nổ tung, sau đó hóa thành từng mảnh quang vũ. Yến trường phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lè, duỗi tay ở trên hư không trung tiến hành chảo nhiếp, thu lấy tàn lưu ý niệm. Theo sau hắn bỗng nhiên mở to đôi mắt, kiếp mầm tai họa nguyên sao. Thiên cơ lão nhân, Yến trường phong con người giữa huyết quang lập lòe, từ thu lấy đến tàn niệm bên trong, hắn lấy ra tới rồi một ít tin tức, hiểu biết tới rồi một ít hồng mông tiên giới sự tình. Hắn sắc mặt biến hóa không chừng, hồng mông tiên giới phát sinh sự tình, đối hắn thực bất lợi. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn xem, hồng mông tiên giới đến tột cùng có người nào muốn giết hắn. Bởi vì lúc trước Yến Nam Thiên từng nay nói qua, hồng mông tiên giới có chút người phản đối yến ra sở làm việc, phản đối yến ra, bồi dưỡng đánh cắp kia nói thần bí hơi thở tăng thêm bồi dưỡng. Mà yến trường phong dung hợp kia nói khí, cho nên những người đó sẽ không làm hắn bình an thượng giới, liền tính thượng giới cũng nhất định sẽ đối hắn bất lợi. Nhưng giờ phút này, từ này vài tên tiên đạo cường giả hóa thân tàn niệm bên trong, yến trường phong lại hiểu biết tới rồi như vậy một cái không xong tin tức. Thiên cơ lão nhân suy tính ra tương lai một góc, làm hắn trở thành toàn bộ hồng mông tiên giới, toàn bộ thiên hạ tai họa chi nguyên. Trên đời toàn địch, toàn bộ hồng mông tiên giới, vô số cường giả, đều muốn chấn giết hắn, đoạn tuyệt tương lai tai nạn. Yến Trường Phong năm ngón tay đột nhiên siết chặt, đem những cái đó ngưng tụ tàn niệm hoàn toàn bóp tắt. Hắn đứng yên hư không, ánh mắt lập lè, biến hóa không chừng. Thiên cơ lão nhân suy tính là thật vậy chăng? Tương lai tai kiếp, thật sự cùng chính mình có quan hệ. Từ những cái đó trong trí nhớ, hắn cũng thấy được thiên cơ lão nhân sở suy tính ra tới hình ảnh, làm hắn trong lòng pha chịu chấn động. Nhưng thực mau, Yến Trường Phong ánh mắt liền kiên định lên, thậm chí mang theo vài phần lạnh nhạt. Tương lai không thể đo lường, có được quá nhiều biến cố, ai có thể tính thanh. Ta tự dựa theo nguyên tắc hành sự, nếu tương lai thật xuất hiện kia một màn, cũng là người chờ hôm nay bước bách. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, bởi vì thiên cơ lão nhân suy tính, làm hắn hiện giờ tình cảnh cực độ không ổn. Nguyên bản hồng mông tiên giới chỉ là một bộ phận người bất mãn yến ra cách làm, muốn đối hắn bất lợi nhưng hiện tại toàn bộ hồng mông tiên giới cơ hồ tất cả mọi người muốn chấn giết hắn đoạn tuyệt mối họa hiện giờ hắn trên đời toàn địch cho nên liền tính thực xuất hiện kia một màn cũng là bị bọn họ sở bức bách hắn tổng không thể ngồi chờ chết tùy ý bọn họ chém giết hồng mông tiên giới vài đạo thân ảnh tụ ở bên nhau ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt kia bị xé rách lốc xoáy ánh mắt chạm chạm này mấy người rõ ràng là mới vừa rồi bị yến trường phong chém giết kia mấy cái tiên đạo cường giả chân thân giờ phút này mấy người ánh mắt đều có chút biến hóa không chừng này một đời hắn tựa hồ càng cường cái kia tóc bạc thanh niên sắc mặt có chút khó coi mở miệng nói đầu hạ đi chân tiên hậu kỳ hóa thân thế nhưng bị yến trường phong dễ dàng chấn áp thật sự có tổn hại mặt mũi người này đích xác bất phàm bất quá còn có chúng ta lưu người hắn hôm nay hẳn phải chết mặt khác sáu người bên trong một người khẽ cười nói nhưng mà thực mau trên mặt hắn tươi cười liền động lại không chỉ là hắn Mặt khác mấy người cũng đều biểu tình biến hóa, bởi vì bọn họ đều cảm giác được chính mình sở thả xuống đi xuống hóa thân cũng bị chém chết. Làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Tóc bạc thanh niên chú ý tới mấy người sắc mặt biến hóa, kinh dị nói: "Chúng ta hóa thân cũng bị chém chết." Sáu người nhìn nhau, thở sâu, trầm giọng nói: "Cái gì? Sao có thể? Các ngươi mấy người chẳng lẽ cũng cùng ta vừa mới giống nhau, cùng hắn đơn đả độc đấu không thành." Tóc bạc thanh niên kinh dị này mấy người hóa thân tận mắt nhìn thấy đến chính mình hóa thân cùng Yến Trường Phong giao thủ, bị nhẹ nhàng chấn sát, hẳn là không đến mức còn cùng Yến Trường Phong đơn độc giao thủ đi. Hơn nữa, sáu người còn bại nhanh như vậy, chính mình hóa thân vừa mới mới vừa bị chém giết, bọn họ sáu người thế nhưng liền toàn quân bị diệt. chương 2076, Che giấu thiên cơ Đệ 2077 chương che giấu thiên cơ Người này thực lực quá quỷ dị, vừa mới mới vừa thành tiên mà thôi, Thế nhưng liền có như vậy cường đại thực lực, chúng ta mấy cái cùng đầu hạ hóa thân, liên thủ dưới thế nhưng đều không phải đối thủ, muốn tại hạ giới giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Một đạo thân ảnh trầm giọng nói, ánh mắt biến hóa. "Chúng ta đầu bắn hóa thân đi hạ giới, mạnh mẽ xuyên qua hồng mông tiên giới phong bế, đã chịu rất mạnh áp chế, nếu không lấy chúng ta thực lực, mặc dù là một khối hóa thân, cũng đủ để một tay đem hắn bóp chết. Hạ giới Yến Trường Phong đã đại khái hiểu biết tới rồi hồng mông tiên giới hiện giờ tình huống. Giờ phút này, hắn ánh mắt lập lòe, chính mình hiện giờ có thể nói là trên đời toàn địch, hồng mông tiên giới vô số cường giả đều muốn chân giết hắn. Nếu là chính mình cứ như vậy thượng giới, một khi bị phát hiện, lập tức liền sẽ bị hồng mông tiên giới cường giả vô tình mặt sát. Ở hồng mông tiên giới nhưng không thể so tại đây hạ giới. Mà nay hồng mông tiên giới phong bế dưới tình huống, hồng mông tiên giới tiên đạo cường giả muốn hạ giới, chỉ có thể đầu bắn hóa thân xuống dưới, hơn nữa sở đầu bắn hạ hóa thân, còn trải qua suy yếu, tu vi áp chế, tu vi nhiều nhất không thể vượt qua chân tiên hậu kỳ. Cho nên tại đây hạ giới, Yến Trường Phong muốn tương đối an toàn đến nhiều. Nhưng hắn lại không có khả năng vẫn luôn lưu tại hạ giới. Thành tiên lúc sau, yêu cầu tiên giới nguyên khí tiến hành tu luyện. Tuy rằng tại hạ giới cũng có thể đủ thông qua một ít thủ đoạn, thu lấy đến một ít tiên giới nguyên khí, nhưng là đó là ở quá mỏng manh. Tu luyện lên hiệu suất thật sự quá thấp, vẫn luôn lưu tại hạ giới tu hành, chỉ sợ đời này cũng chưa khả năng siêu thoát. Chỉ có hồng mông tiên giới chung, kia nồng đậm tiên giới nguyên khí, mới có thể làm hắn tu vi nhanh chóng tiến bộ. Hiện giờ hồng mông tiên giới thế cục biến hóa, nếu là thượng giới, ta nhất định phải đến ẩn nấp hành tung, che giấu tung tích mới được, quyết không thể bị người phát hiện, nếu không lấy ta hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng tồn tại xuống dưới. Yến Trường phong ánh mắt lập lè, tuy rằng biết rõ hiện giờ hồng mông tiên giới tình huống không ổn, nhưng hắn như cố quyết định mạo hiểm thượng giới hắn yêu cầu hồng mông tiên giới tiên giới nguyên khí tăng lên tu vi cũng yêu cầu hồng mông tiên giới tiên đạo quy tắc cùng tiên đạo trật tự mới có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới bất quá ở thượng giới phía trước ta còn cần làm một chuyện yến trường phong lẩm bẩm đem một quả hắc thiết tàn phiến lấy ra tới này cái hắc thiết tàn phiến không tầm thường chính là lục thiên ngày xưa từ kia tích cổ huyết nơi phát hiện lúc trước lục thiên đúng là dựa vào này cái hắc thiết tàn phiến ở thông thiên chi lộ thời điểm, mới vừa rồi từ đương thời đông đảo hư tiên cường giả trong tay chạy thoát. Từ nay về sau lục thiên mượn dùng này cái hắc thiết tàn phiến ẩn tàng thân hình cùng hơi thở, vẫn luôn giấu kín ở hồng quân bên người, cũng không từng bị người phát hiện. Không biết có thể hay không hoàn toàn phong tỏa ta hơi thở, chặn ngày đó cơ lão nhân đối ta suy tính. Yến trường phong sâu kín địa đạo, theo sau lập tức xuống tay luyện hóa lên. Này cái hắc thiết tàn phiến, dựa theo yến trường phong phỏng đoán, hơn phân nửa là cái kia vĩ ngạn thân ảnh ngày xưa sử dụng pháp bảo mảnh nhỏ. Kia vĩ ngạn thân ảnh, chính là một tôn siêu thoát cảnh cường giả, hắn pháp bảo, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Chẳng sợ này chỉ là một khối nho nhỏ mảnh nhỏ, nhưng Yến Trường Phong như cũ đối nó có mang một ít tin tưởng. Màu đen tàn phiến không phải là nhỏ, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, cũng hao phí ước chừng nửa tháng thời gian, mới vừa rồi đem này hoàn toàn luyện hóa thành công. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm nhận được kia hắc thiết tàn phiến huyền diệu chỗ, ở kia hắc thiết tàn phiến bên trong tựa hồ tồn tại một loại lực lượng thần bí tuy rằng chỉ là mỏng manh một tia lại có nhiễu loạn thiên cơ hiệu quả yến trường phong thần thức thấu nhập đi vào đều không thể nhìn thấu hắn đem này cái hắc thiết tàn phiến đơn giản luyện chế một phen luyện nhập chân ma lệnh chung giữa kia thần bí lực lượng lưu chuyển không thôi nhiễu loạn tứ phương thiên cơ quả nhiên thần diệu không biết này hắc thiết tàn phiến đến tột cùng là cái gì tài chất tế luyện mà thành thế nhưng có như vậy công hiệu có nó thay ta che giấu khí cơ, không biết ngày đó cơ lão nhân hay không còn có thể suy tính ra ta hướng đi tới. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nghĩ nghĩ, Yến Trường Phong lại làm các đại phân thân tìm hiểu tiến thêm một bước tìm hiểu Quá Thượng Che Giấu Pháp. Kia Quá Thượng Che Giấu Pháp chính là phi thường cao minh ẩn hình, độn ly phương pháp. Che giấu hơi thở năng lực phi thường kinh người, là thích khách cùng sát thủ vô thượng thánh pháp, từ pháp lực thúc dục thi triển, đó chính là thần thông, cổ pháp, từ tiên lực thúc dục, đó chính là tiên thuật tiên thuật cùng tiên pháp bất đồng, tiên thuật liền tương đương với là võ giả sở nắm giữ võ cực, tu sĩ sở nắm giữ thần thông cùng bí pháp. Mà tiên pháp tắc là tiên đạo công pháp, quá thượng che giấu pháp tổng cộng chia làm liếm thức thiên, cùng với che giấu thiên, sát thuật thiên tam thiên. Lúc trước Yến Trường Phong được đến cửa này quá thượng che giấu pháp, chỉ đại khái tìm hiểu một chút liếm thức thiên, đối với che giấu thiên cùng sát thuật thiên lại là vẫn chưa như thế nào tìm hiểu. Bất quá giờ phút này, Yến Trường Phong cũng bắt đầu chuyên nghiên lên chín đại phân thân, tách ra tìm hiểu này tam thiên pháp, đồng thời Yến Trường Phong còn lại là suy xét khởi chính mình tu la dị tượng chung lúc trước vang lên thiên đạo thần âm. Tu la chân thân, hắn tu la dị tượng, hiện giờ đã hoàn toàn ngưng thật, giữa kia tôn tu la thân ảnh, phảng phất có được ý thức giống nhau, từng truyền ra một đoạn thần bí khẩu quyết, làm hắn tu luyện. Nhưng Yến Trường Phong đối này thực kinh nghi, trong lòng vẫn luôn ôm cảnh giác, chính mình dị tượng chung ngưng tụ ra tới tu la, thế nhưng khả năng có ý thức, này thật sự quá quỷ dị không phải do hắn không cảnh giác, bởi vậy cứ việc hắn cũng thấy sát đến, kia tu la chân thân đối thực lực của chính mình tăng lên, nhưng hắn lại trước sau không có đi tu luyện. Lo lắng sẽ phát sinh biến cố, giờ phút này, bách với hồng mông tiền giới áp lực, Yến Trường Phong cần thiết phải nhanh một chút tăng lên thực lực, càng cường càng tốt. Cho nên hắn không khỏi lại lần nữa nghĩ tới chuyện này. Tu la chân thân, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, tu la dị tượng chung ngưng tụ ra tu la, vì sao sẽ ra đời ý thức. Còn truyền xuống tu la chân thân tu luyện phương pháp. Yến Trường Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tu luyện. Hắn đối cái này gì tượng trung tu la, thực kiên kỵ, không đến vạn bất đắc dĩ, hoặc là nói là hoàn toàn lộng minh bạch trong đó quỷ dị, liền không tính toán đi tu luyện hắn. Lúc trước thậm chí từng ra tay, muốn đem chi ma diệt, kết quả phát hiện chính mình căn bản vô pháp ma diệt đối phương, một khi ma diệt đối phương, đối chính hắn cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, hơn nữa vất vả ngưng tụ tu luyện đến nước này tu la dị tưởng, cũng sẽ băng diệt. Nghĩ nghĩ, Yến Trường Phong trở về một chuyến thứ tám vực, tìm được Diệp Thập Tam, hướng này dò hỏi tu la dị tượng sự tình. Cuối cùng thế nhưng biết được, này tu la dị tưởng, thế nhưng đều không phải là là hắn tự mình sáng tạo mà ra. Tu la dị tưởng, kỳ thật đều không phải là ta sáng chế tạo. Diệp Thập Tam có chút trần chờ cuối cùng cùng Yến Trường Phong thẳng thắn nói. Ta đã nhớ không rõ đã bao nhiêu năm, ta chỉ biết, khi đó ta mới vừa trở thành một người tu sĩ, bởi vì một ít ân oán, ta diệt mấy cái thủ địch mãn môn. Nhưng chính mình cũng gặp trọng thương, từ nay về sau lâm vào hôn mê, tỉnh lại cái gáy trong biển liền nhiều rất nhiều ký ức, trong đó đó là về tu la dị tượng tu luyện phương pháp. Chuyện này, vẫn luôn là trong lòng ta bí mật, cũng không từng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Diệp thập tam ánh mắt lập lè, cuối cùng mở miệng nói. Trường 2077, Tái ngộ huyền cửu U Đệ 2078 chương Tái Ngộ Huyền Cửu U Nghe được Diệp Thập Tam nói, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe Tu La dị tưởng, không phải là nhỏ, huyền diệu vô cùng, hắn nguyên bản còn có chút hoài nghi Lấy Diệp Thập Tam cảnh giới, như thế nào sẽ sáng tạo ra như thế trước cường đại bí pháp tới Hiện tại nghe được Diệp Thập Tam nói, Yến Trường Phong trong lòng lại là lại lần nữa dâng lên càng nhiều nghi hoặc Diệp Thập Tam trong trí nhớ mạc danh nhiều xuất quan với Tu La dị tưởng ký ức hay là đối phương là nào đó vô thượng cường giả chuyển thế. Tựa hồ khả năng tính không lớn, nếu Diệp Thập Tam thật là nào đó vô thượng cường giả chuyển thế, nhiều năm như vậy qua đi, không đến mức còn mới hiện giờ tu vi. Ở Yến Trường Phong xem ra, có thể sáng tạo ra tu la dị tượng cửa này bí pháp người, thủ đoạn tuyệt đối không phải là nhỏ. Cái này làm cho Yến Trường Phong đối tu la chân thân càng thêm kiên kỵ, hơn nữa lần thứ hai ngăn chặn tu luyện tu la chân thân ý niệm. Bái biệt Diệp Thập Tam, Thông qua cùng các đại phân thân ý niệm núi liền, Yến Trường Phong hiểu biết đến các đại phân thân đem Quá Thượng Che Giấu Pháp đã tu luyện không sai biệt lắm. Chín đại phân thân chính là ở thời gian đại trận trung tìm hiểu Quá Thượng Che Giấu Pháp, lấy bọn họ hiện tại tu vi cảnh giới, muốn tìm hiểu cửa này Quá Thượng Che Giấu Pháp cũng không phải rất khó. Hơn nữa Yến Trường Phong trước đây liền từng tìm hiểu Quá Liếm Tức Thiên, cho nên tu luyện lên phi thường thuận lợi. Hiện giờ Liếm Tức Thiên đã đại thành, che giấu thiên cùng sát thuật thiên cũng đã bước đầu nắm giữ. Yến Trường Phong cũng không tính toán tại hạ giới ở trì hoãn đi xuống. Quyết định đi trước Hồng Mông Tiên giới, bất quá trước đó, Yến Trường Phong hơi làm do dự, cuối cùng vẫn là đem Tô Mộng Nhi lưu tại hạ giới. Hắn nguyên bản tính toán mang theo Tô Mộng Nhi cùng thượng giới. Rốt cuộc Tô Mộng Nhi nguyên bản chính là Hồng Mông Tiên giới sinh linh, chính là Hồng Mông Tiên giới tiên tộc đường ra người. Đi Hồng Mông Tiên giới, Tô Mộng Nhi cũng có thể trở về gia tộc, đã chịu gia tộc che chở. Nhưng hiện tại hiểu biết đến hồng mông tiên giới biến cố sau, Yến Trường Phong cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời đem Tô Mộng Nhi lưu tại hạ giới. Bởi vì thiên cơ lão nhân sở suy tính ra tới tương lai một góc, mà nay toàn bộ hồng mông tiên giới gió nổi mây phun, Yến ra cùng đường ra tình huống đều không lạc quan, có lẽ đều đã tự thân khó bảo toàn. Mang lên Tô Mộng Nhi thượng giới, nguy hiểm quá lớn. Hồng mông tiên giới có điều biến cố, người tạm thời lưu tại hạ giới, chờ đến hồng mông tiên giới thế cục xoay chuyển, ở thượng giới đi, Yến Trường Phong công đạo Tô Mộng Nhi một câu, theo sau một mình lên đường, đi trước thông thiên chi lộ. Mấy ngày hôm trước, từng lục tục có hồng mông tiên giới cường giả đầu hạ hóa thân, tiến đến chấn giết hắn, nhưng đều bị Yến Trường Phong sôi nổi diệt sát. Tựa hồ là đã nhận ra Yến Trường Phong thực lực phi phàm, hóa thân khó có thể uy hiếp đến hắn, hai ngày này nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua thông thiên chi lộ phương hướng, cuối cùng cất bước mà đi. Hắn biết, chuyến này thượng giới, nguy hiểm cực đại, thượng giới sau, một khi hành tích bạo lộ, hắn đem lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Yến Trường Phong nện bước không mau, nhưng là tốc độ lại là kỳ mau vô cùng, mỗi một bước bán ra, đều là vô cùng xa khoảng cách. Thực mau hắn liền tiến vào tới rồi thông thiên chi lộ, hướng tới thông thiên chi lộ chỗ sâu trong một đường chạy nhanh. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong đột nhiên cảm nhận được một sợi tà dị hơi thở. Giống, ngay sau đó, hư không rách nát, một con lành lạnh móng vuốt, từ trong hư không im lặng dò ra, chộp tới Yến Trường Phong. Tìm chết, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, một lọn tóc phiêu động, giữa phát ra ra một đạo mãnh liệt kiếm khí, nháy mắt chém chết kia chỉ lành lạnh cự trảo. Hơn nữa, kiếm khí xỏ xuyên qua hư không, sát nhập trong hư không. Một cái thật lớn thân ảnh từ giữa ngã xuống ra tới. Rõ ràng là lúc trước kia đầu viễn cổ thông linh tà thi. Này đầu viễn cổ thông linh tà thi, sớm đã hoàn toàn thức tỉnh, cũng cấp tu vi thế nhưng phi thường khủng bố, đạt tới hư tiên đỉnh. Khu vực này, cơ hồ không có bất luận cái gì sinh linh bóng dáng, toàn bộ hủy diệt ở trong tay hắn. Này đầu viễn cổ thông linh tà thi, lúc trước từng theo dõi Yến Trường Phong, dấu vết hạ Yến Trường Phong thân ảnh cùng hơi thở. Giờ phút này Yến Trường Phong đi vào nơi này, lập tức liền bị hắn tập kích. Chỉ tiếc, đối phương hiển nhiên cũng không biết Yến Trường Phong đã bước vào tiên phẩm cảnh giới. Nếu không tuyệt đối không dám tập kích Yến Trường Phong, hắn tuy rằng thân thể bất phàm, nhưng ở tiên đạo cường giả trước mặt, như vậy thân thể như cũng ngăn cản không được tiên đạo cường giả chấn sát. Kia dò ra cự trảo, lập tức đã bị Yến Trường Phong một cây sợi tóc chém chết. Này thân hình cũng băng bay ra tới, mặt trên vết dạn từng đạo. Nguyên bản còn không tính toán đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra chủ động thấu đi lên. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở này đầu viễn cổ thông linh tà xác chết thượng, ánh mắt đạm mạc, nhẹ nhàng nâng tay, nhất chỉ điểm ra. Khủng bố uy áp nháy mắt che trời lấp đất, kia viễn cổ thông linh tà thi cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, kéo tàn phá thân thể, lập tức hướng tới nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà Yến Trường Phong nhất chỉ điểm lạc, tiên lực đánh sâu vào, tiên đạo dưới sinh linh, như thế nào có thể ngăn cản được trụ. Lúc trước Yến Trường Phong lấy chết tiên quyết làm nhịp cầu, từ minh minh trong hư không hấp thu đến một sợi phi thường mỏng manh tiên giới nguyên khí, sở ngưng tụ thành thứ đảng tiên lực, đều ẩn chứa cường đại lực lượng, trở thành hắn một sát thủ giản. Hiện giờ hắn chính thức bước vào tiên đạo, hơn nữa là chân tiên cực hạn, trong cơ thể tiên lực minh mông, như thế điểm ra nhất chỉ, mặc dù ở bình đạm, chưa thành tiên phẩm, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được trụ. Bạch quang kích bắn mà ra, khủng bố lực lượng nháy mắt đem này đầu viễn cổ thông linh tà thi mai một thành hư vô, cái gì đều không lưu lại. Yến Trường Phong vẫn chưa dừng lại, tiếp tục cất bước đi trước. Một lát sau, Yến Trường Phong đột nhiên bước chân một đốn, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía nơi xa nào đó phương hướng hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở cùng với nồng đậm tiên đạo chi khí hừng hực ánh mắt xuyên qua hư không dừng ở nơi xa một cái dáng người hân lớn lên người trẻ tuổi chính hướng tới hắn cất bước mà đến huyền cửu u yến trường phong ánh mắt dừng ở người này trên người ánh mắt xoay chuyển không nghĩ tới con rối chi chủ thế nhưng thua tại người trên tay cái kia dáng người hân lớn lên người trẻ tuổi thình lình đó là huyền cửu u yến trường phong từ hắn trên người cảm nhận được con rối chi chủ hơi thở tâm niệm vừa chuyển cũng đã minh bạch lại đây. Nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi, bị thương nặng con rối chi chủ, mới làm ta may mắn nhặt cái tiện nghi. Nếu không lấy ta ngay lúc đó thực lực, nhưng không có năng lực chấn áp người này, cướp đoạt trong thân thể hắn trầm tịch tiên đạo quy tắc. Huyền cửu u một bước bán ra, nháy mắt liền tới đến Yến Trường Phong trước mặt, ánh mắt sáng lạn, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần mãnh liệt chiến ý. Hắn hoàn toàn luyện hóa con rối chi chủ, từ con rối chi chủ tàn hồn trong trí nhớ, hiểu biết tới rồi đối phương bị thương nặng nguyên nhân cùng Yến Trường Phong có quan hệ. Ta đã thành công ngưng tụ ra chín xác thần cách, lấy chín xác thần cách, cộng thêm viên mãn tiên đạo quy tắc, thuận lợi thành tựu chân tiên, không nghĩ tới người thế nhưng cũng đã thành tựu tiên đạo. Hiện giờ chúng ta toàn đang ở đỉnh, cũng nên là thời điểm nhìn xem là ta truyền thống hệ thống càng cường, vẫn là người khác tích con đường càng kinh diễm. Huyền cửu U trên người phát ra ra một cổ cường đại hơi thở dao động, hắn tóc dài bay múa lên, vạt áo cổ đáng, đáng sợ lực lượng ép tới hư không rách nát. Hai chỉ con người giữa kích bắn ra hừng hực quang mang, phát ra ra mãnh liệt chiến ý. chương 2078, tự đoạn tiên đạo. Đệ 2079 chương tự đoạn tiên đạo. Yến Trường Phong nghe vậy lắc lắc đầu, đạo của ta, chưa đạt tới đỉnh, người truyền thống chi lộ, cũng vì đi đến cuối, người xác định, muốn hiện tại cùng ta một trận chiến sao. Yến Trường Phong mở miệng nói, đã thành tựu chân tiên ngươi, hẳn là minh bạch, chân tiên, bất quá là tiên đạo thôi. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, người tinh khí thần, vẫn chưa đạt tới cực hạn, người tiên đạo, có khuyết tật. Nghe được Yến Trường Phong nói, huyền cửu u tức khắc sắc mặt biến đổi. Ở tấn chức tiên phẩm là lúc, người hẳn là gặp một ít biến cố, làm cho người tiên đạo hơi thở, phập phồng không chừng. Người cảm thấy, như vậy trạng thái, thật có thể cùng ta một trận chiến sao. Yến Trường Phong một ngữ vạch trần huyền cơ, hắn hợp đạo cảnh bảy truyền tu vi, tương đương với chân tiên cảnh giới đỉnh, tương đương với chân tiên cực hạn. Hơn nữa hắn khác loại thành tiên, không vào hồng mông, hoàn toàn đi chính mình sở sáng lập nói, đi nhất thích hợp đạo của mình, khiến cho chính mình tinh khí thần hoàn toàn viên mãn, chân chính đột phá cực hạn, siêu việt đỉnh. Tạm thời không nói chuyện hắn khác loại thành tiên, đối tương lai tu hành hay không có ảnh hưởng, đơn từ trước mắt mà nói, chân tiên cảnh giới, yến trường phong không sợ bất luận kẻ nào. Chân tiên cảnh giới, hắn cơ hồ có thể nói là hoàn toàn viên mãn đi tới cực hạn. Giờ phút này, từ huyền cửu u trên người mỏng manh hơi thở biến hóa, Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền xem thấu đối phương chân thật tình huống. Đối phương tiên phẩm cảnh giới, cũng không củng cố, đang không ngừng dao động. Hẳn là ở thành tựu tiên đạo thời điểm, chúng con dối chi chủ tính kế. Yến Trường Phong nói, tức khắc làm huyền cửu u sắc mặt biến hóa. Người như thế nào sẽ biết này đó? Huyền cửu u ánh mắt lập lè, sắc mặt âm tình bất định. Người hẳn là đã phát hiện, ta tinh khí thần, sau người viên mãn đến nhiều, muốn cảm thấy được này đó, cũng không khó. Hơn nữa người hẳn là bước vào hồng mông chi môn, cũng chính là kia tiên đạo chi môn, trong cơ thể ngươi, có một đạo vô hình gông xiềng, phong tỏa ngươi tinh khí thần, khiến cho ngươi tinh khí thần, vô pháp hoàn toàn viên mãn, vô pháp chân chính đạt tới cực hạn. Truyền thống chi lộ, đều không phải là hết thảy làm từng bước, người muốn chân chính đem con đường này đi đến cực hạn, chỉ bằng vào ngưng tụ ra chín sắc thần cách, còn xa xa không đủ, người nếu thật muốn theo đuổi cực hạn, Tiện lợi đem truyền thống chi lộ mỗi một cái tu hành cảnh giới, đều đánh vỡ cực hạt. Chân tiên cảnh giới, đó là người bước đầu tiên hẳn là đánh vỡ cực hạt, nhưng người chẳng những không có đánh vỡ cực hạt, ngược lại so với ta trước đây chém giết những cái đó hồng mông tiên giới hạ giới hóa thân, còn muốn nhược, thậm chí so với lục thiên, còn muốn tôn sắc. Nói, Yến Trường Phong cả người khí thế một phóng, tức khắc chi gian, một cổ khủng bố tiên đạo hơi thở, nháy mắt chút xuống mà ra. Này cổ đáng sợ khí thế, thậm chí đánh sâu vào đến Huyền Cửu U liên tục lùi lại. Đem Huyền Cửu U trên người sở phát ra tiên đạo khí thế, hoàn toàn đánh tan. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, không có nói thêm nữa cái gì, mà là tiếp tục hướng tới Thông Thiên Chi Lộ chỗ sâu trong cất bước. Căn bản không cần ra tay, mà nay Huyền Cửu U, sở thành tựu tiên phẩm, có phi thường đại khuyết tật. Trên người tiên đạo hơi thở phù phiếm, so với lúc trước Lục Thiên đều phải không bằng. Lấy hắn cái này trạng thái lại sao có thể là Yến Trường Phong đối thủ. Huyền cửu U đồng tử rụt rụt, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong đi xa bóng dáng, cả người hơi thở kích đáng, tâm thần gặp tới rồi thật lớn đánh sâu vào. Yến Trường Phong mới vừa rồi sở phóng xuất ra tới tiên đạo hơi thở, thật sự quá mức cường thịnh, chỉ là kia đáng sợ tiên đạo hơi thở, liền hoàn toàn ngăn chặn hắn. Hai người tranh lệch, giống như thiên địa hồng câu, như thế nào như thế, huyền cửu u sắc mặt biến hóa không chừng, hắn là một cái điên cuồng người, càng là một thiên tài hắn theo đuổi viên mãn, theo đuổi cực hạn, muốn đem truyền thống chi đường đi đến mức tận cùng, siêu việt các bậc tiền bối. Thậm chí hắn còn ngưng tụ ra chín sắc thần cách, căn cơ chi vững chắc, vượt quá tưởng tượng. Lấy hắn như vậy căn cơ, nếu là thành tiên, bổn hẳn là nở rộ suốt thế gian nhất lộng lẫy quang mang, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Hắn tiên đạo, có rất nhiều tì vết, rất nhiều không hoàn thiện. Ở đánh sâu vào tiên đạo thời điểm, bởi vì nhất thời đại ý, bị con dối chi chủ dung nhập tiên đạo quy tắc trung tàn niệm ám toán, làm cho hắn tiên đạo căn cơ phù phiếm. Hơn nữa tinh khí thần cũng lọt vào cực đại trình độ gông cùng xiềng xích. Ngoài ra, hắn tiến vào tiên đạo chi môn, trong cơ thể càng là bằng thêm một đạo vô hình gông xiềng, tiến thêm một bước phong tỏa hắn tinh khí thần. Giờ phút này hắn có thể nói là thế gian yếu nhất tiên. chính xác thần cách, truyền thống chi lộ nhất viên mãn căn cơ, lại tu thành yếu nhất tiên, cái này làm cho huyền cửu u như thế nào tiếp thu nếu không có mới vừa rồi nhìn thấy yến trường phong kia đáng sợ tiên đạo hơi thở kia khủng bố tinh khí thần hắn thậm chí còn vì chính mình thành tựu tiên đạo mà đắc chí cho rằng chính mình lấy chính xác thần cách làm cơ sở thành tựu tiên đạo nhất định cường đại vô biên thẳng đến giờ phút này mới vừa rồi biết được nguyên lai like chính mình thế nhưng như thế suy nhược ha 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 huyền cửu u đột nhiên có chút điên cuồng nở nụ cười gặp tới rồi xưa nay chưa từng có đả kích khiến cho hắn đạo tâm thậm chí đều gặp ảnh hưởng. Kia phù phiếm tiên đạo hơi thở, càng thêm không xong. Sử thượng yếu nhất tiên, không, nhưng mà, gần chỉ là ngắn ngủi điên cuồng sau, huyền cửu u ánh mắt đột nhiên chi gian lại lần thứ hai hừng hực lên. Trong ánh mắt, hiện ra cùng dĩ vãng giống nhau như đúc điên cuồng chi sắc. Chính mình như thế nào có thể là yếu nhất tiên, tiên đạo có tỷ vết sao, kia liền phá cái này tiên đạo, huyền cửu u trong mắt điên cuồng chi sắc càng thêm nùng liệt trước đây gặp đả kích thế nhưng ngắn ngủn nháy mắt đã bị hắn hóa thành vô cùng động lực yến trường phong người ta chi gian nhất định sẽ có một trận chiến đỉnh một trận chiến huyền cửu u ánh mắt hừng hực theo sau hắn trên người tiên đạo hơi thở đột nhiên chi gian sao động lên làm ra một cái vô cùng điên cuồng quyết định trong thân thể hắn tiên đạo bắt đầu hỏng mất vô biên tiên đạo phù văn từ trong thân thể hắn bay ra tới thế nhưng là mạnh mẽ đứt đoạn chính mình tiên đạo căn cơ nhưng hắn vẫn chưa làm những cái đó tiên đạo quy tắc tiêu tán, mà là lấy muôn đời tiên quan, tiến hành phong tỏa cùng trấn áp. Chủ động hủy diệt đã thành chi tiên đạo, ý muốn đúc lại tiên đạo. Yến Trường Phong cảm nhận được phía sau động tính, không khỏi dừng bước, quay đầu lại xem ra, nhìn đến huyền cửu u cái gọi là, tức khắc không khỏi biểu tình động dung. Thế nhưng mạnh mẽ hỏng mất đã thành tiên đạo, muốn đúc lại tiên đạo sao? Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, trong lòng không khỏi có chút chấn động. Huyền cửu u quả nhiên vẫn là huyền cửu u, như vậy điên cuồng việc có lẽ thật không vài người làm được ra tới mạnh mẽ hỏng mất đã thành tiên đạo này nguy hiểm thật sự quá lớn khó có thể đoán trước hậu quả thậm chí có khả năng bởi vậy bỏ mạng hoặc là tu vi toàn diện hỏng mất cũng hoặc là kiếp này lại khó nhập tiên đạo nhưng huyền cửu u thế nhưng không chút do dự lựa chọn như vậy kịch liệt phương thức muốn trùng tu tiên đạo như vậy khí phách mặc dù lại yến trường phong cũng không khỏi thán phục bất quá nghĩ lại tưởng tượng yến trường phong cũng liền bình thường trở lại huyền cửu u cùng hắn là cùng loại người nếu là chính hắn gặp được huyền cửu u tình huống như vậy có lẽ cũng sẽ lựa chọn làm như vậy đi hiện giờ huyền cửu u vừa mới mới vừa thành tựu tiên đạo mà nay tự mình hỏng mất tiên đạo tu vi nguy hiểm có lẽ tương đối muốn tiểu một ít nếu không tiên đạo tu vi càng thêm thâm hậu ở tiên đạo chi trên đường đi được càng xa nguy hiểm lại càng lớn thậm chí hoàn toàn vô pháp quay đầu lại nhưng liền tính như thế huyền cửu u nguy hiểm như cũ không nhỏ là thuận lợi đúc lại tiên đạo đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu cực hạn, cũng hoặc là từ đây ảm đạm. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi trước. Ta ở tiên giới chờ ngươi. Chương 2079, Thông Thiên Chi Lộ phần sau đoạn. Đệ 2080 chương Thông Thiên Chi Lộ phần sau đoạn. Huyền Cửu u mạnh mẽ băng toái chính mình tiên đạo, ý đồ đúc lại tiên đạo. Giờ phút này, hắn trên người hơi thở nhanh chóng biến mất, tu vi đang không ngừng lùi lại thực mau liền ngã xuống tiên phẩm cảnh giới. Hắn cả người run rẩy, đang ở chịu đựng thường nhân sở không thể chịu đựng thật lớn thống khổ, nhưng hắn trên mặt lại mang theo tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong rời đi phương hướng, giữa tràn ngập điên cuồng. Tiên đạo hoàn toàn băng toái, vô số rách nát tiên đạo quy tắc bị hắn phong ấn ở muôn đời tiên quan chung. Hắn tiên đạo băng toái phi thường hoàn toàn, nhưng hắn vận khí tựa hồ thực không tồi, vẫn chưa đã chịu quá mức nghiêm trọng phản phệ, tuy rằng tu vi ngã xuống, thân thể cũng nứt toạc, nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng lại chưa bởi vậy mà bỏ mạng. Còn sống, đây là lớn nhất may mắn. Rốt cuộc, băng toái tiên đạo căn cơ, đây là đi ngược chiều. Vốn chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Đến nỗi có không thuận lợi đúc lại tiên đạo, đúc lại ra một cái chân chính hoàn mỹ tiên đạo, còn cũng còn chưa biết. Có lẽ hắn suốt đời đều đem bị tạp ở hư tiên cảnh giới, bị tạp ở tiên đạo cảnh giới dưới. Suốt đời không được lại nhập tiên phẩm, lại hoặc là phá rồi mới lập, thật sự đúc liền ra hoàn mỹ tiên đạo, đánh vỡ cực hạn, hoàn toàn thăng hoa tinh khí thần. Huyền cửu u ánh mắt điên cuồng, trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Tựa hồ ở hắn từ điển, vĩnh viễn sẽ không có sợ hãi, cùng cố kỵ. Hắn tựa hồ căn bản không có nghĩ tới, chính mình sau này có khả năng sẽ vĩnh viễn đều không thể thành tiên. Tiên giới sao, ta sẽ đi, huyền cửu u lẩm bẩm theo sau bỗng nhiên xoay người, hắn muốn đi khôi phục nguyên khí, sau đó nếm thử đúc lại tiên đạo. Hoặc là đánh vỡ cực hạn, thành tựu hoàn mỹ tiên đạo, hoặc là vĩnh không thành tiên. Yến Trường Phong không có dừng lại, hướng tới thông thiên chi lộ thâm nhập. Hai ngày sau, Yến Trường Phong liền đi tới lúc trước lục thiên sở chiếm cứ địa phương. Hắn vẫn chưa ở chỗ này ở lâu, ánh mắt nhìn về phía thông thiên chi lộ phần sau đoạn. Hắn ánh mắt bên trong, ẩn ẩn có từng sợi ánh sao lập lè. Thông thiên chi lộ phần sau đoạn phi thường an tĩnh, thậm chí an tĩnh tới rồi yên tĩnh trình độ, dài dòng lộ trình, tại đây vô biên yên tĩnh hạ, có vẻ có chút áp lực. Giống. Hai ngày sau, một tiếng to lớn vang dội tiếng gầm gừ vang lên, một đầu thật lớn mãnh thú rít gào, trong mắt hung mang tất lộ, cả người kim hà sáng lạn, phảng phất khoác bảo quang. Nó hơi thở, vô cùng hung ác cùng cường đại, ít nhất đạt tới hư tiên đỉnh cấp bậc. Này đầu mãnh thú hiển nhiên là cảm nhận được yến trường phong hơi thở, từ phía trước một cái thật lớn núi non bên trong hiện thân, cường đại uy áp áp bách yến trường phong. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, thế nhưng còn có người dám thâm nhập thông thiên chi lộ đến tận đây một đạo mơ hồ thanh âm từ kia phía núi non trung từ từ truyền ra. Kim tầm, không được vô lễ, theo này nói mơ hồ nói âm truyền ra, kia cả người ánh vàng cửa thú gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó đình chỉ rít gào. Nhưng kia cường đại hơi thở uy áp, lại là không hề có yếu bớt, áp bách ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, loại trình độ này uy áp, đối hắn mà nói giống như cùng Phong, khó có thể đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy người ngoài tiến đến, đạo hữu nhưng tới một tự. Một mảnh kim sắc thần quang dũng lại đây, hóa thành một cái kim quang đại đạo, vẫn luôn bổ nhào vào Yến Trường Phong dưới chân. Yến Trường Phong ánh mắt đạm nhiên, cất bước mà thượng. Ở hắn bước lên kia kim sắc thần quang nháy mắt, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một sợi che giấu sâu đậm sát khí. Nhưng kia sát khí, nháy mắt liền ẩn nấp vô tung, làm Yến Trường Phong thậm chí tưởng chính mình ảo giác. Nhưng Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ thật sự cho rằng là ảo giác. Hắn đối sát khí cảm ứng, vượt quá tưởng tượng nhạy bén mặc dù đối phương che giấu lại thâm cũng khó có thể hoàn toàn giấu đến quá hắn cảm giác thôi phát tới rồi cực hạn kia mới vừa rồi biến mất kia một tia sát khí lại lần nữa bị hắn bắt giữ đến yến trường phong ánh mắt khẽ nhúc nhích đạp kim quang đại đạo mà đi thân hình nhoáng lên đã đi vào kia phiến núi non bên trong kia phiến núi non cực kỳ mở mang chung quanh đã sớm bày ra vô số trận pháp cùng cấm chế người bình thường căn bản không có khả năng xâm nhập trong đó một khi tới gần lập tức liền sẽ bị treo cổ đương trường. Cho nên, thông thiên chi lộ phần sau đoạn, liền tính là hư tiên cảnh giới cường giả, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Ngay cả lục thiên, cũng chưa bao giờ đặt chân quá nơi đây. Yến trường phong đạp kim quang mà đi, vẫn chưa kinh động những cái đó tuyệt thế sát trận cùng cấm chế. Ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn lướt qua những cái đó trận pháp, liền không hề nhìn chăm chú. Đã bao nhiêu năm, ta tại đây thông thiên chi trên đường, chờ đợi đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ nhìn thấy bất luận kẻ nào thâm nhập đến tận đây, ta vốn tưởng rằng ngoại giới đã sẽ không lại có người, có thể đi đến nơi này, không nghĩ tới hôm nay lại thấy đạo hữu thâm nhập đến tận đây. Hơn nữa đạo hữu trên người cũng không có nhiều ít năm tháng hơi thở, như thế tuổi trẻ, thế nhưng là có thể đi đến nơi này, thật sự gọi người ngoài ý muốn. Núi non chung, bảo dược khắp nơi, thậm chí Yến Trường Phong còn thấy được một mảnh thần dược viên, giữa tái loại không ít thần dược. Bất quá thần dược đối với hiện giờ đã thành tiên Yến Trường Phong tới nói, đã cũng không có dĩ vãng như vậy coi trọng. Hắn ánh mắt dừng lại ở một cái khô gầy, thân xuyên hắc bạch đạo bào lão nhân trên người. Lão nhân tóc xám trắng, trên người để lại năm tháng dấu vết. Hắn ngồi ở một viên cổ thụ dưới, ngồi xuống đệm hương bổ đã lâm vào ngầm. Cách đó không xa, kia đầu ánh vàng cửa thú đã rút nhỏ thân hình, hóa thành một đầu hoàng kim nghiêu, quỳ nằm ở bên cạnh một viên dưới cây cổ thụ, trên mặt đất có một cái hố to, cùng nó thân hình phù hợp, hiển nhiên là nó hàng năm quỳ nằm ở nơi đó sở lưu lại dấu vết. Ngươi là sao lại thành tiên, vẫn là năm xưa không thể tới kịp trở lại hồng mông tiên giới tiên. Yến Trường Phong đã đi tới, kia khô gầy đạo nhân phất phất tay, một cái đệm hương bổ xuất hiện trên mặt đất, Yến Trường Phong nhìn khô gầy đạo nhân liếc mắt một cái, ngồi xuống. Ta thành tiên là lúc, hồng mông tiên giới liền đã đóng cửa. Khô gầy đạo nhân khẽ thở dài, ta hẳn là xem như lúc ấy cuối cùng một đám thành tiên giả đi, không ngờ nhiều năm trôi qua, Thế nhưng ra ngươi như vậy một cái khó lường nhân vật." Khô gầy đạo nhân cảm thán nói, Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt tức khắc chợt lóe. Hắn khác loại thành tiên, tinh khí thần vô cùng viên mãn, đánh vỡ cực hạn. Tâm tư trí tuệ cũng vượt quá tưởng tượng, đối phương này vô tình một câu cảm thán, lập tức làm hắn hiểu biết tới rồi rất nhiều tin tức. Đối phương này thanh cảm thán, tuyệt phi là bởi vì xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng là có thể đi vào nơi này, kia thanh cảm thán, là bởi vì đối phương biết chuyện của hắn. Bởi vì ở đối phương cảm thán là lúc, Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được đối phương trong giọng nói xuất hiện rất nhỏ cảm xúc dao động. Khô gầy đạo nhân huy tay áo, một chương cổ xưa ngọc thạch bàn trà liền hiện lên ở Yến Trường Phong trước mặt, mặt trên có một bộ hoàn chỉnh trà cụ. Xôn sao, thần dược viên trung trồng cho thần trà lá trà tự động rơi rụng, bị một cổ gió nhẹ cuốn lên, bay về phía bàn trà, rơi vào mặt trên ấm trà chung. Có thần tuyền bay tới, ở giữa không trung liền đã bị cường đại lực lượng trước phí, rót vào ấm trà bên trong. Tức khắc chi gian, từng luồng hương thơm liền xông vào mũi. Một ly trà thực mau bay về phía Yến Trường Phong, Yến Trường Phong tiếp vào tay chung, nhẹ uống một ngụm, tức khắc miệng đầy trà hương, hơn nữa có đặc sắc hiệu quả hiện lên, có một loại linh hồn thăng hoa giống nhau thoải mái cảm. Đạo hữu cảm thấy này trà như thế nào? Khô gầy đạo nhân mỉm cười nói, Yến Trường Phong đạm đạm cười trà là hảo trà, đáng tiếc lại bị sát ý xuống nước, không đẹp. Yến Trường Phong nói âm rơi xuống, Kia khô gầy đạo nhân con người giữa tức khắc hiện lên một đạo ánh sao